Paco kính chúc năm mới an khang thịnh vượng. Này, ừ thế đấy, có thấy thì cứ nhìn đi. Bố là ai quên sinh nhật mẹ rồi, còn thương mẹ quá. Sếp lại quên sinh nhật vợ rồi, quá đáng. Ừ, đáng trí nặng. Ngạc nhiên không? Không, chỉ đơn giản là sếp ra tông. Sếp ra tông tăng tuần hoàn não, tăng cường trí nhớ, giải tỏa stress. Em hạnh phúc quá. Có bí quyết gì không? Chỉ đơn giản là sếp ra tông. Sếp ra tông, hoạt huyết dưỡng não mới của cha Paco. Vietcombank mừng xuân Nhâm Thìn, rồng vàng thăng hoa. Vạn lời tri ân, triệu lần hạnh phúc. Từ Bắc, Trung, Nam, nhà nhà thịnh vượng. Vietcombank gửi chọn niềm tin, chúc tài chúc lộc. Vietcombank, ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng. Wow, thiếu một mảnh ghép rồi. Ngôi nhà ngày Tết cần có gia đình cháu à? Con à. Cùng chúc cô Bay xây dựng phố Tết với 6 ngôi nhà hạnh phúc. Chúc cô Bay là Orion. Làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ? Boni Happy kích thích tuyến yên, tiết ra hormone tăng trưởng, không chỉ hỗ trợ điều trị tận gốc bệnh mất ngủ mãn tính mà còn giúp bạn cải thiện và phục hồi sức khỏe. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Khi bị ho khan, ho có đờm, đã có thuốc ho Prospan. Prospan điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Prospan dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Prospan thuốc ho cho cả gia đình. Prospan thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Kẹo Việt. Khi mới yêu, anh ấy thật tuyệt. Khi ngoài 40, anh ấy vẫn yêu vợ như ngày mới yêu. Bảo Xuân với tinh chất mầm đồ nành làm đẹp da, giúp bạn luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Bảo Xuân, chính chúng phụ nữ Việt Nam tràn đầy sức sống, tràn ngời nét xuân. Với ô mai, mật ong và các thảo dược, thuốc ho bảo thanh điều trị hiệu quả các chứng ho do dị ứng thời tiết, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho cảm, ho gió, ho khan, ho có đờm, hỗ trợ điều trị viêm họng và viêm phế quản. Bảo thanh trừ ho bổ phế, đặc kiến dẫn sử dụng trước khi dùng. Hãy cùng nghe tiêu chí lựa chọn nước mắm của người tiêu dùng. Tiêu chí lựa chọn nước mắm của bạn là gì? Tôi luôn chọn những thương hiệu có uy tín và sử dụng công nghệ cao. Với tôi, nước mắm ngon và sạch là tôi tin dùng. Tôi luôn chọn sản phẩm hảo hạng và an toàn cho khách hàng. Trải qua 3 bước siêu lọc bằng công nghệ hiện đại, loại trừ mọi vi khuẩn gây hại, tạo nên những dòng nước mắm sạch thượng hạng. Tôi tin tưởng ở Mi Quân Hải Ngư. Tôi chọn Mi Quân Hải Ngư. Nhất định là Mi Quân Hải Ngư. Mi Quân Hải Ngư, sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Mi Quân. Làm thế nào để giảm hút thuốc lá? Hãy bắt đầu bằng cách xúc miệng bằng Boni Smoke trước khi muốn hút thuốc. Boni Smoke sẽ kết hợp với nicotine trong khói thuốc làm mất vị ngon của thuốc lá, giúp bạn hết cơn thèm thuốc. Boni Smoke chưa từng thất bại. Kết nối một thế giới bạn bè trên Facebook. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Thưởng thức mê say hàng ngàn giai điệu trên riêng. Thoại hình Skype khai triệu niềm vui hội ngộ. Tết này hãy cùng tận hưởng thế giới online vô tận trên Sony Internet TV. Sony. Sự quyến rũ của thời trang Pháp.
đang làm gì nữa? Sao lại đạp hành khách thế? Xe đang chạy ông phi xuống làm gì? Khổ quá, đến bến Thiên Đình nhờ anh phải cho em xuống chứ. Đây, tôi cho xuống thì xuống nhá, tôi đỗ đầu đây quyền của tôi nhá. Ôi giời, anh ấy bắt nạt hành khách thế. Anh em ơi, đến bến Thiên Đình rồi, xuống nè, xuống nè. Ôi giời ơi, xuống đi. Ôi giời ơi, xuống đi. Ui quá đây! Ui giời ơi! Anh cần anh quay cùng! Ui giời ơi! Con mất thổi dài đây này! Cháy bây giờ! Quỳ xuống! Ui giời ơi! Anh ơi! Thôi! Thôi! Quỳ xuống! Quỳ xuống! Này! Các anh ơi! Đi rằng kìa! Này! Đi rằng! Này! Anh là phụ xe buýt mới lái xe buýt chứ có phải là côn đồ ngoài đường đâu mà bắt người ta quỳ như thế này! Thì ông mua vé chưa? Tôi mua vé rồi! Vé đâu? Vé tháng không phải xuất trình bây giờ! Hôm nay không chơi với vé tháng! Vé tháng chỉ đi dưới hạ giới thôi. Hôm nay đi vé gì? Hôm nay là chuyến đặc biệt đi vé lẻ. Giang kia mua vé. Mua vé đi. Bắt nó Giang kia mua vé. Sao mày lằng nhằng thế? Alo. Mọi năm thì đi lên Thiên Đình thì anh em đi bằng cá chép. Thế hôm nay anh lại bảo anh em lùa toàn bộ cá chép vào trong bãi gửi xe, rồi anh lùa toàn bộ anh em lên trên xe buýt để cho chúng nó đối xử như thế này à? Úi dồi, nó tráng trứng, nó đánh võng, chúng nó làm lộn lên lộn xuống, cứ lộn tùng phèo hết cả ruột. Dặn bao nhiêu là lần rồi hả? Có biết trên này là không khí loãng, cấm sử dụng các phương tiện điện tử cá nhân. Dạ. Cái đi. Dạ em xin ạ. Em xin. Các chú đánh võng ghê quá, làm hai chị em tôi nôn là cứ xôn xao cả lên. Các bà còn có cái để mà nôn nhá. Anh em tôi từ sáng giờ chưa có cái gì vào bụng. Trời, không chạy nhanh, không lãng lạnh, không về đúng bến ấy thì móm à. Đúng rồi, nhìn mồm chú là tôi biết ngay là chú móm rồi. Này. Mà này. Cho người ta đứng dậy đi, cứ bắt người ta quỳ mãi như thế. Này. Các ngươi là ai mà bắt người ta quỳ thế kia hả? Đấy này. Ông là ai? Ta là trợ lý cao cấp. Ta công tác ở trên này. Kinh nhỉ? Trợ lý cao cấp rồi đấy. Ông là trợ lý cao cấp thì tôi là trợ lý cấp cao đây. Ngươi trợ lý cho ai? Tôi là trợ lý cấp cao của cái anh lái xe buýt. À, nghe danh các ngươi đã lâu. Hôm nay mới được gặp mặt. Thế các ngươi có biết ở dưới hạ giới người ta gọi các ngươi là gì không? Gọi là gì? Hung thần đường phố. Các ngươi cậy là các ngươi xe ưu tiên, đường ưu tiên. Các ngươi lạng lách, tạt đầu rồi chèn ép người tham gia giao thông. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Đâu ơi. Ông vào đây. Ở đây quỳ xuống. Ở đây. Sảnh như mắt là đứng đấy. Ông cứ bảo là ông thèm khát được gặp thì hôm nay ông được gặp rồi đây này. Ai đây? Buýt đây này. Thế ông là ai? À, lại còn hỏi mình là ai à? Đội cái mũ thế này mà không thấy vướng à? Nó nhìn thấy mình nó không chào, nó còn hỏi mình thế. Này, muốn biết à? Để ta giới thiệu cho mà nghe nhá. My name is Nam Tào. Úi dồi ôi. Ôi, anh ơi. Tào is my name. Ủa thế, anh là Nam Tào. Thế bà này. This is a cô đầu. Úi dồi ôi, thì chết rồi. Nam Tào dạ, cũng đầu đấy. Vâng ạ. Dạ, báo cáo với hai anh này, hai anh thứ lỗi cho bọn em. Mọi khi bọn em chạy ở dưới hạ giới thì đường nó quen rồi. Vâng. Hôm nay là chuyến xe đặc biệt lên đây lạ đường lạ xá, đâm ra chạy nó hơi có đánh võng với cả lượn lách một tí. Mong các anh thông cảm. Các ngươi không phải bao biện. Ta sẽ nói việc này cho táo giao thông trừng trị. Nếu táo giao thông không có biện pháp, ta sẽ báo cáo việc này lên Ngọc Hoàng. Tưởng là hay. Xuống hạ giới cho lên xe buýt ông lắc cho hai phát thì đừng hỏi. Ngươi phải nói cái gì đấy? À, em định tự hỏi lòng là có nên xin hai anh chụp một kiểu ảnh kỷ niệm không ạ? đúng rồi. Bọn em hâm mộ mà, bọn anh nghe lâu rồi. Hôm nay mới được gặp người thật. Vâng, các anh cho bọn hâm mộ à? Vâng ạ, hâm mộ ạ. Thôi thôi, bọn này không có chụp ảnh, chụp biết. Ủa, thôi anh ơi, anh cho bọn em chụp một kiểu ảnh thôi. Cho em xin chụp một kiểu thôi ạ. Một kiểu. Vâng. Anh thổi ơi. Mặt lại tớn lên. Tóc đẹp. Anh thổi chụp ảnh. Rồi. Để tôi nhá. Em xin phép hai anh. Xin phép các anh nhá. Đi nhá. Này, chú ý đi cho cẩn thận, ngày Tết đông lắm đấy. Vâng. Thế okay. Còn các ông các bà này ở đâu lên đây mà sao lại dạ. Đông thế này? Hả? Tôi là táo mà. Táo đây. Nhiệm kỳ mới cho nên chúng tôi không biết đường lên đây. Thôi. Tất cả vào trong kia nghỉ ngơi đi. Đi đi vào. Để tôi vào tôi báo cáo với Ngọc Hoàng là chuẩn bị vào giờ trầu rồi nhá. Đi vào đi. Chúng em ở phòng bao nhiêu ạ? Cứ lên tạm cái phòng 203 ấy nhá. Xếp đồ đạc vào đấy xong ra suối nước nóng mà tắm nhá. Này. Ra, làm gì đấy? Ôi giời, trên này không khí trong lành quá nhỉ. Ở dưới hạ giới kia kìa, ô nhiễm. Không khí không trong lành, chả mấy khi lên đây cho em hít thêm tí.
Thôi, tí nữa hít thoải mái. Đi, chuẩn bị đi. Chả mới khi được lên thiên đình cứ hít cho nó đã. Được rồi, sau buổi trầu này thì cho 2 cân khí về mà hít thoải mái nhá. Quá cơ. Năm khổ. Nhiều khi là cứ lần đầu tiên gặp gỡ, lần em có ý kiến. Cái gì? Cho em hít thêm lần nữa. Thôi. Nó thèm khí ở trên này quá đến mức độ mà nó hít vào nó chả thấy nó nhả ra gì cả. Thôi, đi vào chuẩn bị để đến giờ trầu rồi. Ấy, hả? Làm gì đã đến giờ trầu, còn 1 tiếng nữa. Ừ, hay thế, nhưng mà tôi tưởng là đổi giờ làm rồi cơ mà. Mới đề xuất thế thôi, còn lâu mới đổi. Trời ơi. Thế mà chả nói với người ta gì cả, nên vẫn cứ tưởng là áp dụng rồi, đâm ra là bỏ mất mấy buổi belly dance rồi đấy. Buổi gì? Belly dance, như nào? Thôi này, hả? Trong lúc chờ đợi nhá, mình phải tìm cái gì thư giãn tí nhờ. Bây giờ thế này, mình làm ván cờ đi. Mấy tháng trước ông đánh cùng với tôi, ông thua tôi, ông còn nợ tôi 21 tỷ, ông chưa giả đâu nhá. Nhá. Quá, có 19 tỷ thôi. Đấy, thôi, không có cờ bạc gì cả. Này, nhá. Này, thôi, đừng có nói cho mọi người biết. À, sau cái đợt trầu này thì tôi sẽ trả đầy đủ. Được, biết là nhanh này. Đi, chuẩn bị nào ấy. Vietcombank mừng xuân Nhâm Thìn, rồng vàng thăng hoa. Vạn lời tri ân, triệu lần hạnh phúc. Từ Bắc, Trung, Nam, nhà nhà thịnh vượng. Vietcombank gửi chọn niềm tin, chúc tài chúc lộc. Vietcombank, ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn mọi người sống tươi vui, tôi muốn ước mơ tràn muôn màu. Tôi muốn chào hạnh phúc nơi đây, nơi xanh mãi tình yêu ban đầu. Eco Park, thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn. Nào cùng nói nhăn lừa, để cùng đón rồng vàng, mang đến bao nhiêu điều may, đón xuân vui thật vui. Nào cùng nói nhăn lừa, sẽ chia bao điều. Cứ mỗi 10.000 đồng đặt thẻ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vietnam Mobile, bạn có cơ hội trúng 9 giải rồng khủng trị giá 1 cây vàng, 1 giải siêu rồng trị giá 2 cây vàng và hàng ngàn giải thưởng khác hàng tuần, tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Nào cùng nói, nhắn tin, lướt nét để trúng rồng vàng. Khi đàn ông nội trợ rất cần một chuyên gia. Bố ơi, ông Tây nước mắm. Và một bí quyết thực sự, nước chấm ông Tây cao cấp được bổ sung hương cá hồi thơm ngon độc đáo, hòa quyện cùng nguồn nước mắm Phú Quốc chứ danh, mang đến vị ngon thật đậm đà. Với cơm đầu cưới thịt thà, rau đậu chấm mắm cũng là niềm vui. Nước chấm ông Tây cao cấp, sự lựa chọn mới của gia đình tôi. Mì cô em, ăn ngon mỗi ngày. Nhâm Thìn tới, thịnh vượng sang. VPBank chúc quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng. Wow! Thiếu một mảnh ghép rồi. Ngôi nhà ngày Tết cần có gia đình cháu à? Cùng chúc cô Bai xây dựng phố Tết với 60 nhà hạnh phúc. Chúc cô Bai là Orion. Khi bị ho khan, ho có đờm, đã có thuốc ho Prospan. Prospan điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Prospan dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Prospan thuốc ho cho cả gia đình. Prospan thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Học đường đồ rộng tới 18 lít. Tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả với PGM FI. Honda Vision, thỏa ước ao, vui ngày mới. Ngăn mũi sổ mũi viêm mũi viêm xoang, Quân IP, thuốc xịt mũi chứa oxy metazolin, dạng sương mù luồn sâu vào hốc xoang, điều trị hiệu quả gắn mũi sổ mũi viêm mũi viêm xoang, Quân IP thông mũi tức thì. Không dùng Quân IP cho trẻ em dưới 7 tuổi, người bị glaucoma gấp đóng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nơi hội tụ công nghệ cao về làm đẹp tại thẩm mỹ quốc tế Bali, 463 Kim Mã, Hà Nội.
là điểm đến uy tín và chất lượng cho chị em phụ nữ. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bởi chuyên gia nước ngoài. Phong cách tận tình, chuyên nghiệp, giúp chị em xóa nám, xóa nhăn, trị mụn, giảm béo, triệt lông và trẻ hóa da, mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho chị em phụ nữ. Thẩm mỹ quốc tế Pali, đặc trị thẩm mỹ công nghệ cao, phong cách châu Âu, đẳng cấp quốc tế. Công nghệ hàng đầu Nhật Bản, điều hòa không khí Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Sumikura, bốn mùa như ý. Điều hòa không khí Sumikura kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng đến giờ trầu rồi mà Ngọc Hoàng vẫn dạ, còn ở đây để thưởng lãm. Các táo đã đến đông đủ hết cả rồi ạ. Đến rồi à? Dạ vâng ạ. Thế thì ta bắt đầu đi. Dạ vâng. Giao thông. Trời ơi, gâm lành quá, mới thế mà đã một năm rồi. Dạ, thần táo giao thông xin khấu kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Giao thông đấy à? Dạ. Năm nào cũng lên chầu sớm nhất, mà sao năm nay nhiều thứ lỉnh kỉnh thế? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần là người chu đáo, lúc nào đi xa về gần cũng lo quà cho anh em. Hôm nay lên chầu thiên đình, thần cũng có món quà tặng Ngọc Hoàng ạ. Đây là đôi thẻ membership. Dạ, để kính mời Ngọc Hoàng xuống hạ giới đi lại dưới kia bằng phương tiện giao thông miễn phí toàn bộ nhiệm kỳ một năm của thần. Đầu ơi, có quà riêng cho đầu đây. Có giời. Sâu cá tươi nguyên, ôi giời, ngon thật. Lành bổ rẻ đây, giảm cholesterol. Ôi này, nghe nói còn tiêu cả mỡ bụng đấy. Ui giời, thế cả. Ôi giời ơi, gấm người đâu mà ghét ghê cơ. Đến cuối năm thì bận rộn lên báo cáo thế mà vẫn còn tạt được qua chợ cơ à? Nào ai có thời gian mà qua chợ? Đây là của nhà chồng được. Chả là thế này,
có một số anh em nhân viên cấp dưới của thần nghĩ ra cái trò quẳng lưới bắt xe máy. Đấy. Lúc đầu quẳng lưới ra thì còn tóm được một số anh dân lơ ngơ vi phạm. Về sau dân nó khôn chả tóm được ai. Thế là quăng ra thu về toàn cá, chả nhẽ vứt đi. Đấy, tặng đầu. Này, này, anh giao thông này. Dạ. Em thấy cái vụ quẳng lưới bắt xe máy của anh là hơi được đấy. Cho em quăng thử. Đây, anh có mang một mẫu vật lên đây. Hey, Trình Ngọc Hoàng xem, hay lắm. Quẳng lưới bắt xe máy. Tức là xe máy đang đi là mình quăng phát bắt luôn à? Không phải quăng mà là quẳng lưới bắt xe. Quẳng, hiểu rồi. Thấy chưa? Đây. Quẩn mỡ này làm cái trò gì thế? Nhầm. Tay như con điên rồi thế này. Thôi được rồi. Điên à? Này, hơi quăng lưới như thế là nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng ạ, nguy hiểm nhưng nó hiệu quả. Cái gì hiệu quả mà nó chả nguy hiểm ạ? Bảo mà có những anh nhân viên cấp dưới còn cần mẫn và nhiệt tình hơn nữa. Anh ấy lấy nhựa mít anh dính vào đầu gậy, rồi mật phục trong gốc cây. Đám đua xe phóng qua, anh ấy thò gậy chọc vào bánh xe rồi lấy nhựa thông vít cổ bọn đua xuống. Này, thế sao anh không bảo với cái thằng có cái sáng kiến ấy, bảo bây giờ nó thay nhựa mít bằng kíp nổ ấy, gắn vào đầu gậy ấy. Thằng đua xe đi qua chọc thẳng người nó cho nổ banh xác nó ra. Phỉ phui cô đẩu. Nói năng liên thiên. Bây giờ dưới hạ giới là cấm đốt pháo rồi, không chơi thuốc nổ. Bẩm Ngọc Hoàng, đám choai choai bây giờ nó manh động lắm. Thế nên mình chỉ có đứng một chỗ thổi còi giơ gậy không ăn thua. Phải làm như thế này nó mới sợ ạ. Giao thông ơi. Sao? Năm nay anh lên trầu bằng gì đấy? Đi lại cồng kềnh như này, anh đi bằng xe buýt. Này, có phải là người dân kêu ca nhiều quá cho nên anh mới đi thị sát đúng không? Bây giờ để giảm thiểu những phương tiện cá nhân thì phải tập trung đi xe buýt. Đúng không? Thế nên mình phải làm gương, mình là quan chức. Không thể ngồi bàn giấy mà nói xuống được. Đúng. Mình phải đi xe để cho nhân dân thấy rằng mình có đi xe buýt. Đúng. Anh em cũng thương, bảo anh là táo. Là đầu ngành như thế mà phải đi thì vất vả quá. Anh cứ lên cửa trước, khi phóng viên báo đài chụp ảnh xong, anh vòng cửa sau bọn em đón. Có thực hiện không? Vớ vẩn. Vỗ tay cái gì? Như thế mà hay à? Không được. Mình là quan chức, mình nói là phải làm. Đúng. Mình đi chỗ hết bến luôn. Đúng. Thậm chí ô tô đỗ rồi mình cũng không xuống. Được chưa? Được. Như thế là tốt. Rồi. Làm táo đầu ngành thì phải đi khảo sát thực tế, dạ, xem công việc nó như thế nào mà triển khai chứ. Dạ vâng, thần cũng nghĩ thế ạ. Này, anh giao thông. Sao? Em có ý kiến thế này. Lần sau mà đi thị sát thì anh nên đi bằng máy bay. Mà em nghe nói anh vừa cho tăng giá vé máy bay. Này, tăng giá vé máy bay mà không cùng với việc tăng chất lượng phục vụ là không ổn lắm đâu đấy nhá. Ôi, chú Tào, chú tuổi gì mà chú dám nói anh? Chú còn kém anh gần một giáp đấy. Giao thông. Làm gì mà nóng thế? Mày đang tự nhiên nó lại chọc vào cái câu mà mình hay chọc nói. Chọc cái gì? Đấy là người ta góp ý thôi. Góp ý thôi mà xây dựng như là cái góp ý thôi. Mà xây dựng chứ còn gì nữa. Thì xây dựng cái kiểu gì mà nó không có tình anh em như thế. Việt Nam Tào chỉ góp ý thế thôi, còn quyền quyết định với là ở anh cơ mà. Đương nhiên là tôi là tư lệnh cơ mà. Đúng rồi, thế nhưng mà này, tôi vẫn thắc mắc là tại sao anh lại không đi máy bay đấy. Cũng muốn đi máy bay. Tự dưng nay cảm thấy là buồn lôn. Chết. Táo giao thông dạo này lại yếu sức khỏe. Không phải vì vấn đề sức khỏe đâu, mà anh giao thông không dám đi máy bay là bởi anh ấy sợ nhỡ mà đi phải chuyến của cái thằng phi công đểu. Nó vỉa cho mấy phát thì phèo phổi lộn lên đằng mũi hết. Chết. Tại sao lại có cái chuyện phi công đểu? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, phần lớn phi công của anh giao thông thì đều là tốt cả. Dạ. Duy nhất có một trường hợp là có một anh phi công là anh ấy cho máy bay cất cánh lên mà anh ấy không làm sao cho máy bay hạ cánh xuống được à. Đúng rồi ơi. Dạ, nó chỉ là trường hợp hy hữu thôi ạ. Đúng là như vậy. Nhưng mà thực ra là thần cũng đã kiểm tra tất cả. Nhưng hóa ra là có cái giấy giới thiệu nhưng lại bên hãng hàng không sao chổi airline. Vâng, thế nên là thần tin ngay. Thần cũng coi là trường hợp hy hữu. Nhưng cũng có một phần lý do nữa là cái cậu phi công này, cậu ấy thèm là lương cao. Thế nên là cậu khai man lên thế để cậu tăng giờ bay lên. Này anh giao thông, nhưng mà ta nghe nói là nếu để tuyển được một phi công là phải qua nhiều vòng gắt gao và ngặt nghèo lắm. Thằng này tôi kiểm tra gắt gao ngặt nghèo lắm. Mấy nghìn giờ bay là có thật. Nó khai thế nào đúng như thế. Anh dám khẳng định không? Tôi khẳng định là nó mấy nghìn giờ bay là có.
mấy nghìn giờ bay thật. Nhưng vấn đề mấy nghìn của nó là nó không phải là ngồi ở chỗ ghế lái mà lại ngồi ở bên khoang hành khách. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cái thằng này trước khi làm phi công nó chuyên buôn đồ xách tay ạ. Bẩm anh Hoàng, nhưng mà thần cũng bực lắm. Về sau thần kiểm tra kỹ ra, cái thằng cha phi công này, vì nó muốn là được tăng lương cao, thế nên nó kiếm thêm cái bằng ở nước ngoài, nó nghĩ là như thế là được. Nhưng mà thần nghiêm lắm, thần trừng trị đích đáng luôn, dứt điểm đấy. Thôi thế thì anh Hoàng, xin phép anh nghỉ nhé. Tao đầu nghỉ, thôi năm nay thế em về. Này. Sao? Sao lại có cái kiểu lên báo cáo lạ thế? Này, ta nói cái gì đâu mà. Giao thông năm qua có rất nhiều điểm nóng. Này, anh không báo cáo à? Báo đi. Nói về giao thông ấy mà, chẳng cần báo cáo cũng đầy, các báo viết đầy. Báo mạng, báo giấy, thôi rồi, cả ngày ngày nào cũng đầy giao thông. Thậm chí có những cái lúc cái mà thần mới nghĩ ở trong đầu, chưa kịp nói ra thì những người viết báo nó ngửi mồm, nó đã viết ra thành bài. Thần bây giờ đang thực hiện cái nhiều cải cách, nhưng vấn đề là thần không muốn nói nữa. Báo giao thông, ngươi phải báo cáo cho đàng hoàng. Dạ vâng, Ngọc Hoàng hỏi gì, thần xin nói. Tào đầu hỏi gì, thần nói luôn. Nào, hỏi đi. Dạ, để thần chất vấn đi. Được, báo giao thông, năm vừa qua, ta thấy có rất nhiều điều... Rồi, biết rồi. Lại chuyện tắc đường chứ gì. Đã cố hết sức rồi, đang làm rất tốt, rất quyết liệt rồi. Nhá, đường thì vẫn thế, người đông gấp ba. Thử hỏi làm sao ba đầu sáu tay tôi không làm ngay một lúc được, phải từ từ chứ. Thôi được rồi, cứ cho là vấn đề tắc đường là hiện tại là ông chưa giải quyết được. Bây giờ tôi hỏi ông, thế còn cái việc mà... Rồi, biết rồi. Lại định hỏi cái chuyện mà năm nay tai nạn giao thông tăng hơn năm ngoái và tăng gấp 3 lần rồi, đồng thời là thảm khốc hơn năm kia chứ gì. Tôi làm quyết liệt lắm rồi, đồng bộ lắm rồi, tăng tiền phạt tôi làm dữ dội lắm. Em làm quyết liệt lắm anh Hoàng ạ. Ví dụ như tất cả những cái nạn nhân của những cái vụ tai nạn là em cho vào thiêu hủy luôn. Em nhầm, không phải quên. Tất cả những cái tang vật của những vụ đua xe em cho vào thiêu hủy luôn. Kinh nhỉ? Chứ còn gì nữa? Kinh đấy. Cứ cho là ông làm mạnh tay. Rồi. Thôi được rồi, bây giờ tôi hỏi ông về cái vụ mà... Thôi, biết rồi. Biết cái gì? Biết cái gì? Nhìn cái dáng đứng như này là biết là hỏi cái gì rồi. Ông biết tôi biết cái gì không? Biết cái gì? Lại hỏi về cái chuyện cái thằng mà cắm đầu đâm vào cái cột ở làn phân cách chứ gì? Đúng không? Nhìn cái dáng này biết ngay nó hỏi cái đấy mà. Ông không phải lo. Tại sao cái cột lù lù giữa đường như thế, bao nhiêu người đi qua không đâm vào, lại riêng có cái cậu này cũng đâm vào? Thế vấn đề nó nằm không phải ở cái cột, mà nó nằm ở cái cậu ấy, cái mắt cậu là có vấn đề. Đấy, mắt vấn đề đấy. Đúng không? Báo cáo anh Hoàng, đấy là trường hợp hy hữu thôi ạ. Thôi được rồi, cứ cho là trường hợp hy hữu đi. Ta hỏi ngươi thế này. Dạ. Rồi, em biết rồi. Ngươi biết cái gì? Em biết là anh Hoàng không ưa mặt em. Nếu anh Hoàng không ưa em, tào đầu không em, mọi người không ưa em, thì em về. Cần gì đâu? Đăng lên bên này giải quyết bây giờ chỉ được. Này. Bọn Ngọc Hoàng sao lại có cái kiểu người đông khôn thế? Lấp liếm xong rồi bỏ đi. Ủa thế tại sao lại có cái kiểu báo cáo kỳ lạ thế nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ Ngọc Hoàng bớt giận ạ. Dạ mong Ngọc Hoàng châm trước cho ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, thôi bây giờ thế này ạ, dù sao các táo cũng lên chầu đầy đủ cả rồi. Bây giờ Ngọc Hoàng cứ cho các táo vào chầu, còn nếu muốn gặp lại táo nào thì chỉ cần gọi là có ngay ạ. Dạ vâng ạ. Thôi được, cho vào tiếp đi. Dạ. Táo tiếp theo vào chầu. Táo nào mà có cái dáng đi lạ thế nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhìn thấy cái cặp to tướng và dày khục như thế này thì chắc chắn là táo giáo dục rồi. Dạ vâng ạ, chắc là giáo dục đấy ạ. Đỡ hộ cái. Ôi. Dạ. Cặp nặng như cái cùm. Nào, táo giáo dục. Dạ Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế ạ. Đã đứng thẳng được người lên chưa? Dạ, thần đứng được rồi ạ. Ôi, ấy. Này, ui dồi ôi. Báo cáo đi.
Dạ, dạ nhưng mà trước khi báo cáo ạ, thần xin nộp cái đống bằng cấp này của thần ạ. Ôi trời ơi. Này, này, này. Dạ, mời anh xem. Này, lên đây để báo cáo chứ lên đây để khoe bằng đâu. Không làm việc với nhau bao nhiêu năm nay, cùng là cán bộ thiên đình, mà chị đứng đầu một ngành, làm gì có chuyện chị dùng bằng giả. Đừng tưởng nhá, cán bộ cao cấp mà không dùng bằng giả đâu đấy nhá. Đây, bằng của tôi đây này. Đây là bằng tốt nghiệp mẫu giáo loại giỏi này. Ôi dồi. Đây là bằng tốt nghiệp cấp 1 loại giỏi. Rồi. Bằng tốt nghiệp cấp 2. Đây. Lên. Xuất sắc đây này. Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ. Và đây, tôi nộp anh cái bằng lái xe mô tô ba bánh. Thôi, 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 thôi. Nhiều bằng thế này thì làm sao mà lúc một lúc tôi ngồi tôi kiểm tra được, tôi cất đi. Tôi xin anh, tôi lấy anh xem hộ tôi cái đống bằng này đi. Anh nào? Tôi lấy cô. Giặt mãi rồi. Thì xin lỗi, cô xem hộ tôi cái đống bằng này, lâu mấy tôi cũng ngồi tôi chờ, tôi mang ghế đây rồi, kinh nghiệm rồi. Chị giáo dục năm nay lo xa nhỉ. Đi báo cáo lại mang cả ghế. Chú thấy tiện không? Quá tiện, em biết rồi. Chị học kinh nghiệm của các bậc phụ huynh ở dưới hạ giới thì đi xin học cho con mang cả võng, cả chăn, cả ghế, cả cơm nắm đi thì... Báo giáo dục, lần sau lên đây báo với Thiên Lôi một câu, nó chuẩn bị cho làm như thế khó coi lắm. Dạ vâng ạ. Này này này, ra đây. Hả? Ra đây, ra đây. Cái gì đấy? Sao lại bằng cấp gì mà tại sao lại có cái kẹp vào đây, lại có cái đơn xin cấp chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tại chức liên doanh liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài là thế nào? Có mà. Hả? Là... có cái lớp hay như thế mà chả báo với chị em một câu gì cả. Dạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ thần với cả Nam Tào đây, dạ học hành cũng đến nơi đến chốn. Dạ cũng được tiếng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ấy dạ. Thế mà bao nhiêu năm nay cũng chỉ bị gọi cộc lốc mỗi hai câu là Nam Tào với Bắc Đẩu. Dạ. Dạ nhân có cái lớp của chị Dục chị mở ra như thế này, dạ xin Ngọc Hoàng cho chúng thần theo học để năm sau lên chầu biết đâu các táo lại gọi là tiến sĩ Tào với lại cả thạc sĩ Đẩu. Dạ, nghe nó sang mồm lắm mà. Này. Hai người bận như vậy, thời gian đâu mà học? Ấy dạ, báo cáo Ngọc Hoàng, học tại chức thì thời gian nó cũng không mất nhiều lắm đâu ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, cái bằng tiến sĩ ngày xưa thì mới lo, cần phải công trình nọ nghiên cứu kia. Chứ bây giờ chỉ cần có tí quan hệ là xong rồi. Với cả chị Dục thì chị có căn cứ vào chất lượng để chị cấp bằng đâu mà chị căn cứ vào chỉ tiêu. Cứ chỉ tiêu mà phệt thì dạ. Lo cái gì ạ? Dạ vâng ạ. Như vậy thì liệu có nhiều tiến sĩ quá không? Dạ. Ngọc Hoàng cứ nghe anh Tào với cả cô Đẩu kia đùa tếu táo cho vui thế thôi. Không tin Ngọc Hoàng cứ nhìn thẳng vào cái chất lượng dạy và học ở dưới hạ giới thì Ngọc Hoàng sẽ thấy bọn em nghiêm túc đến mức nào ạ? Nghiêm túc đến mức nào thì báo cáo đi. Báo cáo đi. Dạ thế nhưng mà trước khi báo cáo, cho thần được gặp anh Táo giao thông có việc gấp ạ. Này, này, này. Lên đây để báo cáo chứ lấy cái chỗ này lên để mà hẹn hò nhau đâu. Không hẹn hò nhưng tôi cần gặp anh Táo giao thông có việc gấp. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thôi được rồi. Lại chuyện tắc đường phải không? Bao nhiêu năm rồi đường có thông đâu. Anh em kêu la thông tôi mỏi mệt. Dần đi loanh quanh suốt ngày vật lộn. Từ sáng đến đêm chỉ trôi trên đường. Vấn đề tắc đường nó là cơm ăn nước uống nó là hàng ngày rồi. Thế sao vào đây chưa gì nó bù lu bù loa rồi kèm theo cả hát ấy. Ai nói gì ông đâu mà ông cứ. Chẳng qua là chị giáo dục chị ấy muốn nhờ ông chút việc gì ấy. Việc gì? Này, tôi nhờ anh Phi về dưới hạ giới mang thằng con trai tôi đi học hộ cái. Vớ vẩn, tôi là ô xin nhà chị đấy à? Con người ta thì phải nhờ xe ôm nó đi kìa. Nhưng mà tôi đang ở đây báo cáo với Ngọc Hoàng, rồi mai tôi đưa con anh đi học có sao đâu. Tôi không khiến chị đưa con tôi đi. Thôi, con nhà anh rồi, nhà anh đưa. Thôi. Này, anh chị định lên đây thành lập tổ đổi công đấy à? Hả? Chị biết hôm nay lên báo cáo Ngọc Hoàng rồi thì đưa cháu đi học sớm đi, rồi lên báo cáo. Quy trình người ta thế rồi nha. Nhưng mà khổ lắm, cái quy trình ấy nó đứt phật từ lâu rồi. Đứt gì? Nói tóm lại, anh có đưa con tôi đi học hộ tôi không? Giờ hơi à? Con tôi còn phải nhờ xe ôm đưa đi. Dễ thường tự nhiên tôi lại đưa con nhà chị đi. Chị...
hiểu rồi. Lấy chuyện đưa con đi học chỉ là cái cớ thôi. Chị bức xúc gì tôi đây mà, bức xúc gì nói đi. Tôi nói ngay cho anh biết đây này. Năm vừa qua anh đưa ra cái quyết sách gì hả? Quyết sách gì? Bao nhiêu quyết sách nhớ làm sao? Thế cái quyết sách đổi giờ làm ấy là như thế nào hả? Là như thế nào? Tất cả như thế đã thống nhất rồi. Sắp tới là cứ thiết đổi giờ làm, không phải vấn đề gì bàn cãi nữa cả. Phải đổi giờ làm là vì cùng một lúc dân ùa ra đường. Làm sao mà không tắc? Mình phải đổi đi để dân ra từng nhóm có thể hết tắc đường được chứ. Bẩm Ngọc Hoàng, thần có một phát kiến thế này ạ. Hay là năm tới Ngọc Hoàng cho phép thần lắp tất cả khóa ở cổng cơ quan, cổng trường học, thậm chí cổng nhà riêng. Rồi là mình điều khiển từ xa mà thần cầm điều khiển. Ai muốn ra, muốn vào, được sự đồng ý của em bấm mới được đi. Ví dụ như là cả ngày đi làm hay là đến trường học chỉ là phụ thôi. Cái chính là ngồi đu ở cửa sắt, ở cổng ấy. Lúc nào em bấm cái là chạy ào về nhà, chạy ào đến, thế là xong, đúng không? Cái gì? Hay, chính là phát kiến này rất là thông minh. Nó thông minh bởi vì nó đơn giản nhưng mà chính rất thông minh. Hỏi bẩm Ngọc Hoàng ạ, không hiểu tại sao cái anh táo giao thông này này là cứ mỗi năm anh lại tung ra một phát kiến mới ạ. Là lúc thì nắn đường, lúc thì xây con lươn, lúc thì đổi biển báo, lúc thì cấm xe ngày chẵn, lúc thì cấm xe ngày lẻ, bây giờ thì lại đổi giờ làm. Dạ, khiến xã hội là cứ nháo nhào nhào cả lên. Đi ra đường cứ như là đi vào trận mạc, xe pháo ào ào như đạn lạc tên rơi à. Còn hơn nhá, chị có bao nhiêu cải cách rồi mà chả có sáng tạo gì. Thôi thôi, tôi không muốn đôi co tay đôi tay ba với anh. Bây giờ này, trước mặt Ngọc Hoàng đây, tôi đề nghị anh giải cho tôi một bài toán có liên quan đến vấn đề giao thông. Này này này, tôi lên đây để trầu chứ không phải để thi toán nhá. Bình tĩnh, em bảo cùng chỗ cán bộ với nhau, cứ xem chị đố cái gì, biết đâu anh lại tìm ra được một khổ quá phản biện tốt cho anh thì sao. Nhưng mà đã lâu không làm toán rồi. Ngay cả hồi đi học tôi đã không thích cái môn toán đâu. Bây giờ bố ai mà nhớ được. Này Tào ơi, này, nghe nói là anh giao thông là anh ấy hăng máu lắm. Đúng thế mà. Chẳng sợ cái gì sắt. Thế mà bây giờ lại sợ làm toán cơ đấy. Anh, này, bây giờ có dám làm toán không? Người ta đã nói thế, mình làm toán đi, làm cho nó biết mặt. Có dám làm toán không? Làm đi. Thôi, làm đi làm sợ. À đấy, chị Dục, mời chị ra đề. Anh nghe nhá, một gia đình có 5 người. 5 người. 5 người đấy, 5 người, chú ý vào. Người bố vì làm việc theo thời gian của nhà nước cho nên là phải ra khỏi nhà từ 7 giờ để kịp đến 8 giờ vào làm việc. 7, 5, 7, 7, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Người mẹ bán hàng ở siêu thị cho nên phải ra khỏi nhà từ 8 giờ để kịp 9 giờ mở cửa siêu thị. Thế là lại hỏi xem là giờ về mấy giờ đấy mà biết rồi. Người con trai học phổ thông trung học cho nên phải ra khỏi nhà từ 6 giờ 30 để kịp 7 giờ 30 vào lớp. Người con gái học tiểu học mầm non mẫu giáo cho nên phải ra khỏi nhà từ 7 giờ 30 để kịp 8 giờ vào lớp. Người cuối cùng là bà nội phải ra khỏi nhà. Sao lại vẫn còn bà nội à? 5 người cơ mà. Còn 5 người mà ngay từ đầu là 5. Anh nghe rõ đây. Người cuối cùng là bà nội phải ra khỏi nhà để đến bệnh viện khám trí vào lúc 10 giờ 30. Khám trí à? Ôi tôi chết rồi, quên bố rồi gì? Tự nhiên đưa trí mà thì đang tí. Mất cháu rồi. Vào lúc 10 giờ 30 nhớ chưa? Đây rồi, chính đây rồi. Tiếp đi. Biết rằng cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa tối vào lúc 19 giờ 30. Câu hỏi được đặt ra là... Biết rồi. Lại hỏi xem là tất cả mọi người cộng tổng số đường giờ đi ở trên đường. Trả lời luôn. Hỏi các thành viên trong gia đình này ăn món gì vào bữa sáng? Trả lời. Con lại mẹ! Chả liên quan gì cả. Đang hỏi giờ đi giờ về mọi thứ lại tự nhiên lại ăn gì. Hỏi tao đâu có trả lời được không? Anh cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Sao mình nóng, biết đâu người ta đố mẹo. Tôi đại ông, dữ liệu một đằng, câu hỏi một nẻo. Như nào? Dữ liệu thì nó lại đề ra là đường xá giao thông. Đúng.
Câu hỏi thì là ẩm thực. Ăn gì? Ăn gì làm sao biết được? Ăn gì thì là sao đấy? Đẩu. Ấy, giỏi, trả lời đi. Chị Dục ơi, chị đưa ra được cái bài toán thì chắc là chị phải có lời giải chứ đúng không? Tất nhiên là tôi có lời giải chứ. Thế tóm lại là cái nhà đấy nó ăn cái gì? Tóm lại là chả ăn gì. Không ăn gì? Kết quả cuối cùng của tôi là không ăn gì. Không, thế nhưng mà tôi nghĩ là buổi sáng ra thì cái nhà đấy nó cũng phải ăn một cái gì đó chứ, đúng không? Ừ, ăn làm sao được? Sáng này ra mới bảnh mắt, sấp sấp ngửa. Từ già đến trẻ, mỗi người một giờ một giấc phi ra khỏi nhà. Thế là kịp ăn cái gì nào? À, hỏi xoáy đáp xoáy. Hỏi xoáy đáp xoáy đấy anh Giao Thông ạ. À. Đây không thích chương trình đấy. Nhà ý vơ vẩn, toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ghét nhất cái thằng câu hỏi nhăn nhăn nhở nhở, mặt giống y cái thằng này. Chị ơi, em biết là cái nghề của chị những năm qua là rất tốt, mọi người đều hiểu cả, nhưng mà cũng chỉ vì anh Giao Thông mà ảnh hưởng đến công tác của chị đấy. Bực không thể nào tưởng tượng được. Đúng. Tôi phụ trách hàng triệu học sinh sinh viên, họ chiếm một lượng lớn khi tham gia giao thông. Ấy là chưa kể các cấp mầm non tiểu học, bắt buộc phải bố mẹ đưa đi đón về. Đúng. Bây giờ thời gian cứ nháo nhào nhào hết cả lên như thế này thì biết đằng nào mà lần cơ. Chỉ cần 3-4 hôm không đến trường là chắc chắn ảnh hưởng đến thành tích bên chị rồi. Thế rồi cuối năm kết quả không ra gì, lại chê bai ngành giáo dục. Này, anh Giao Thông ơi, anh tài cao trí lớn, tôi đề nghị anh tư vấn giúp cho chúng tôi biết là các trường của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động như thế nào nếu như anh đổi giờ làm hả? Tôi hiểu và trông cảm mấy nỗi khổ của người dân khi tham gia giao thông. Tôi hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, nhưng mà khó khăn thì phải tự khắc phục chứ. Bây giờ giả dụ thế này, bố mẹ đưa con đến trường, con lên lớp học, đằng nào cũng đón con thì bố mẹ ngồi luôn trên sân trường làm việc đi. Ra ngoài làm gì cho tắc đường. Đấy, không được. Bố mẹ còn phải có cơ quan, còn phải họp giao ban, còn phải nhiều việc bàn bạc nữa chứ, làm sao ngồi đấy được. Thế bây giờ công nghệ tiên tiến đâu, internet đâu, 3G đâu mà không dở máy ra mà gõ đi. À, đúng rồi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào. Đúng rồi, hay quá. Tức là thế này, sân trường vừa là chỗ chơi của các cháu, vừa là chỗ làm việc của bố mẹ. Đúng. Hai trong một, phát kiến tuyệt vời. Oh yeah. Ra cái gì? Phát kiến hay. Hay à, thế mà hay à. Giờ ví dụ như là có một cái gia đình mà có một cái cháu bé, con ấy, người con thì là học ở trường mầm non Sao Mai, bố cháu thì lại làm ở nhà tang lễ. Thế nên bây giờ là bố đưa con lên tầng 2 học, xong rồi bố xuống dưới chân sân trường để bày quan tài ra bán với cả đào huyệt ở đấy à? Hả? Cũng không nào. Nào, trường hợp như thế ông giải quyết thế nào? Xin lỗi cuộc đời đấy nghe. Không có con nào học trường mầm non Sao Mai mà bố nó làm ở nhà tang lễ cả nhá. Thế nếu có thì sao? Mà nếu có chỉ là trường hợp hy hữu, là số ít. Mình phải hy sinh cái lợi ích nhỏ này cho cái lợi ích lớn của toàn xã hội. Nói thế chịu rồi. Này Giao Thông, thì cứ cho là trường hợp hy hữu đi. Dạ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Em biết rồi. Ngươi biết cái gì? Em chưa biết gì, em xin lỗi. Ta có một bài toán cho ngươi đây. Dạ. Ôi, nó bảo không làm toán. Không toán. Vậy thì ta chuyển sang văn nhá. Vâng, văn tạm được, văn nó lãng mạn, em thích. Như ngươi nói, như vậy là cả học sinh và phụ huynh cùng ở trong trường, đúng không? Vâng. Như thế là số lượng người sẽ tăng lên gấp đôi. Hơi toán ấy nhưng mà vẫn được. Rồi, đúng rồi, gấp đôi. Ta được phản ảnh là các khu vệ sinh ở trong trường không đáp ứng nổi nhu cầu của các cháu. Vậy bây giờ số lượng người đông như thế, thay vì tắc đường, nó sẽ tắc ống vệ sinh đấy. Vâng, chắc chắn là nó sẽ tắc ống vệ sinh. Nhưng thần là tá giao thông, đường mà nó tắc thì thần thông. Chứ còn tắc ống vệ sinh thì nó nằm ở khuôn viên trường nào, lãnh đạo trường ấy đi mà giải quyết chứ. Làm sao em biết được? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, táo giao thông chỉ biết việc của táo giao thông thôi, còn đổ hết trách nhiệm tự xử lý cho người khác ạ. Này cô Dục, xin chất vấn cô Dục vài câu. Này, cô Dục này, cái ngành giáo dục của cô ấy sao?
năm qua làm việc học hành chả đâu vào đâu. Cô mở cho lắm trường đại học vào. Các em học hết cấp 3 rồi, nguyện vọng muốn vào đại học thì có gì sai trái mà cấm người ta nào? Sai thì không sai, nhưng mà mở trường nó phải ra trường chứ. Trường đại học gì mà có đến 100 giảng viên mà cả trường đếm đi đếm lại có 7 sinh viên. Thế có những nơi người ta đã nói rằng số lượng giảng viên trên đầu sinh viên quá ít. Bây giờ tôi có những trường mà 100 giảng viên chỉ dạy có 7 sinh viên thôi. Anh còn kêu ca cái gì hả? Quá lãng phí. 100 giảng viên có 7 sinh viên, tức là 23 thầy kèm một trò. Sai rồi. Cái gì? Chỉ có 13 người thôi ông ạ. 100 chia cho 7 mà... Ôi, xin lỗi, không nghịch toán nữa. Nhân đây thần cũng xin chất vấn anh giao thông một vấn đề ạ. Cô hỏi tiếp luôn đi. Anh nghe đây này. Rồi. Mấy cái đường cao tốc của anh ấy, làm xong đưa vào sử dụng được có một vài tháng thôi, đã lún và nứt lung tung cả. Thế là thế nào hả? Đấy chỉ là những trường hợp hy hữu. Ngoài những chỗ lún ra, tất cả những chỗ khác đều chưa nứt. Thế còn chuyện ô tô điên đâm người hàng loạt, tự lao đầu xuống sông, tự lao đầu xuống suối, rồi một loạt những tai nạn thảm khốc xảy ra thì sao hả? Đấy cũng là những tai nạn hy hữu. Ông thì buồn ngủ, ông thì tụt dép trong khi lái xe, ông thì có nhọt ở mọc ở mông. Nói chung nó cũng là những tai nạn hy hữu thôi anh Hoàng ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Dạ cái anh táo giao thông này, cái vấn đề gì anh giải quyết không được triệt để là anh ấy lại nói là hy hữu. Phải đổi tên anh táo giao thông này thành táo hy hữu ạ. Hay quá, suốt từ đầu đến giờ mỗi câu này là tử tế nhất. Hay quá, từ nay tôi thành táo hy hữu. Tôi đi ra đường, giao thông tắc, mọi người nói ầm lên, tôi cứ đi qua. Bởi vì lúc ấy tôi là táo hy hữu. Dạ đấy ạ, Ngọc Hoàng xem nói như thế. Thôi, cứ tranh luận như thế này ta đau đầu lắm. Dạ. Ừ. Thế từ nãy thì cũng chê nhau nhiều rồi. À, bây giờ ta muốn thế này, hai táo hãy thử khen nhau đi. Khen nhau đi ta xem nào. Mỗi bên chỉ khen nhau 3 điều thôi ta xem nào. Ui, đúng đấy, khen à. Khởi bẩm Ngọc Hoàng là anh táo giao thông anh làm việc như thế thì làm sao thần khen được ạ? Em bảo, mình là đàn ông, mình đang hoang, mình khen trước đi. Nhưng mà tôi chưa khen ai bao giờ. Thì bây giờ mình khen. Nhưng mà cái gì chả có lần đầu. Anh khen trước đi. Được rồi. Này. Đấy, chú Tào nói tôi là đàn ông nhá. Tôi nghĩ rằng là cô là người có nhiều kiến thức, cô khen trước đi. Này, anh lắm mồm mới khen trước. Thôi, đây. Anh giao thông ra đây. Làm sao? Khổ quá, cứ như trò trẻ con ấy. Không, nhưng mà bây giờ anh chị ở đây. Rồi. Bây giờ chơi quần tu thi. Rồi. Ai thua người đấy phải khen trước. Khen trước. Được chưa? Chị không? Sẵn sàng chưa? Nào chuẩn bị. Quản tu tỉ ra cái gì? Ra cái này! Thắng rồi! Khen đi! Nào! Từ từ nào! 3, 2, 1! Táo giao thông! À. Tôi thấy người anh rất phốt pháp đẫy đà. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn cứ người như thế này rồi. Chắc là... đầu vào, đầu ra hoạt động rất nhịp nhàng đây. Điều này chứng tỏ rằng bộ phận tiêu hóa trên cơ thể anh hoạt động rất tốt, đúng không? Hết chưa? Tôi hết thì tôi khen bộ phận tiêu hóa tốt nhé. Khen bộ phận tiêu hóa rồi đấy. Nó khen một câu. Nó khen nội tạng. Được rồi. Đứng lùi ra. Nhìn không thấy có cái điểm gì đáng khen. À rồi. Tôi thấy vòng 1 của chị rất nở nang. Chứng tỏ chị là người chăm tập thể dục. Nói chung là chị rất có giáo dục. Oh yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Táo giao thông. Tôi thấy cái áo của anh rất đẹp. Màu vàng như màu... Màu đất. Điều ấy chứng tỏ rằng tính tình anh lành như là mệnh thổ. À. Đấy, tôi khen rồi đấy nhá. Khen quá, khen dối, khen rắm. Rồi, đúng rồi nhá. Nhìn lần nữa thấy không có cái gì đáng khen.
rồi 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 có chưa có chưa hay như thế nhỉ. Chị Dung này, tôi thấy vòng một của chị ấy. Khen rồi. Vừa khen rồi. Vòng 2, vòng 3 nó cũng to như thế. Thế à? À, rồi. Chị Dung này, tôi thấy dưới chân chị rất nhiều kiến. Mà nó không có nào ngủ, toàn năng thức. Chứng tỏ chị là người rất, rất có nhiều kiến thức. À. Này, này. Này anh khen vừa rồi em quá không phục luôn, lời khen quá hay luôn. Mày không hiểu thâm ý của anh. Dạ. Ý tao bảo là bà ấy đái đường nhá. Tôi phục tôi quá. Tôi không để anh bảo ai bị đái đường, anh muốn gì hả? Chị muốn gì? Anh muốn gì? Ôi, ôi. Này, tôi không nói cho chị biết. Thôi. Dạ. Thông và Dục, táo đầu gấu hàng đầu thiên đình. Thông và Dục, táo đầu gấu hàng đầu thiên đình. Thông và Dục, táo đầu gấu hàng đầu thiên đình. Thông và Dục, táo đầu gấu hàng đầu thiên đình. Thông và Dục, táo đầu gấu hàng đầu thiên đình. Này, vào xin lỗi đi, vào xin lỗi đi. Này, cứ lặp đi lặp lại như thế là khó chịu lắm rồi đấy. Vào xin lỗi đi, đi lên. Đi vào xin lỗi đi. Xin kìa. Lỗi đi. Đi vào xin lỗi đi. Ngọc Hoàng ơi, ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh. Xin anh quên đi phút vừa qua. Tuy có sai, nhưng em vẫn là giáo dục. Tưởng gì mà ta là dùng âm nhạc để mê hoặc. Cái này thần làm được. Nhắc. Năm vừa qua em muốn nói, nói cùng các anh câu này. Xe đột nhiên tăng nhanh quá, góp phần thêm tắc đường. Sang năm phải hạn chế, bắt người dân không đi xe. Hừ, xe phải tăng lệ phí gấp nhiều hơn năm nay. Đánh thuế, tính thuế cao lên cho bà con kinh hoàng. Áp phí cao lên cho người dân choáng váng. Sẽ có kêu ca khi mình thu nhiều tiền, nhưng chắc chắn sang năm không nhiều xe ô tô đi xa đường. Em về nhé. Bỏ Hoa Hoa xong. Dạ, thần cũng xin bye bye à. Dạ, thần phải về. Không anh giao thông anh ấy lại chuẩn bị cấm taxi thì thần cũng không biết về nhà thần bằng cách nào ạ. À. Thần cũng hơi kính nể anh ấy đấy ạ. À. Cô Dục, cùng là táo đầu ngành để tôi đưa cô về. Này, giao thông. Dạ. Ngươi chưa về được đâu. Cho ta hỏi đây. Dạ. Cái bài hát vừa rồi, tại sao ta thấy nó lắm phí thế? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, cái vừa rồi gọi là khẩu quyết phí của anh giao thông đấy ạ. Thế còn những năm trước khẩu quyết nó thế nào? Dạ, những năm trước thì nó khẩu quyết là bắn bịt, thổi phân. Thế là thế nào? Dạ, đơn giản thôi ạ. Bắn bịt, thổi phân có nghĩa là bắn tốc độ. Bịt là bịt tất cả các ngã ba, ngã tư để cho các phương tiện không thể là rẽ ngang, rẽ tắt được. Và thổi đây là thổi để đo nồng độ cồn trong máu ạ. Còn phân đây là phân làn. Cảm ơn cô Đậu. Để tôi nói, bẩm Ngọc Hoàng, những năm trước quyết sách như vậy nhưng vẫn ùn tắc. Năm nay thần thử thí nghiệm bằng cách đánh mạnh vào kinh tế của bà con xem sao. Tất cả những cái gì động đệ trên đường mà thuộc phần giao thông của thần, thần sẽ thu phí thật cao cho
khỏi di chuyển. Nhưng ngươi có chắc chắn rằng thu phí thì sẽ hết tắc đường không? Nói giao thông mà chắc chắn ấy, thì chả có gì là chắc chắn cả. Chỉ biết rằng những quyết sách tôi đưa ra là phải có thời gian để thực hiện, để phải làm, thế thôi. Ngươi không thể nói như thế được. Theo ta hiểu, cái việc ùn tắc giao thông nó là do cơ sở hạ tầng còn kém, cũng như ý thức người tham gia giao thông còn kém. Về vấn đề này, ngươi có cố gắng khắc phục được không? Ngươi có làm được không? Dạ, làm được. Ngọc Hoàng đã chỉ ra rất đúng hai vấn đề. Đó là hạ tầng cơ sở của chúng ta quá kém, rồi ý thức tham gia người dân cũng quá kém. Vậy thì cho thần về, sang xuân thần sẽ trình bày thêm 10 phát kiến nữa để đưa lên đây cho Ngọc Hoàng cùng các táo tham khảo, rồi đưa xuống người dân cùng đồng lòng, đồng thuận, chọn phát kiến nào ta thực hiện đúng phát kiến đấy luôn. Đã đồng thuận bàn rồi là không cãi nhau nữa. Dạ, giao thông nóng lắm rồi, từng ngày từng giờ. Vấn đề đổi giờ làm đã quyết, cứ thế mà làm. Có thể ta nghiên cứu thêm về mức phí và bao giờ thực hiện. Thế thôi, bẩm Ngọc Hoàng, thần xin cáo lui. Năm nào cũng vậy, táo giao thông lên đây làm ta đau đầu. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng có cần nghỉ ngơi một lát không ạ? Cần thư giãn không ạ? Thôi, tiếp tục đi. Dạ. Táo tiếp theo vào chầu. Luống hoang gần 8 triệu, làm sao tôi sống giữa bao nhiêu khó khăn. Điện của tôi cuối năm rất buồn, người dân cứ kêu lương của điện cao. Cao đâu mà cao, tôi thấy không cao. Tôi lại thấy lương mình hơi thấp, cho nên lòng tôi nhói buốt tim đau. Sao cuộc đời lại quá bất công người ơi. Lương tháng gần 8 triệu, và tôi mong ước năm sau được gấp đôi hoặc gấp bốn sẽ vui hơn nhiều, để lòng tôi sẽ không buồn vì tiền lương. Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, thần táo điện lực xin khấu kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng điện thế, điện thế, hiệu điện thế à. Chào hay nhỉ. Thế còn ôm còn oát đâu, không chào nốt. Thì đang định nói, anh nói rồi, đi thôi. À, bỏ cái ô ra. Bỏ cái ô ra. Lên đến trên này ô dù chẳng có tác dụng gì đâu. Bỏ thì bỏ, được chưa? Úi dồi ôi. Mặt em bị thế này là bởi vì em vừa dính vào một vụ hỏa hoạn. À, muốn là nhắc khéo là ngành nghề của mình là ngành đặc thù. Đúng rồi. À, rất dễ chập cháy nổ. Đúng. Thế cho nên là đang chắc là muốn đề xuất là gạ gẫm là đầu tư thêm những thiết bị cứu hỏa rồi xe cứu hỏa rồi các dụng cụ. Ôi, để mà chữa cháy. Này, cái việc đấy có liên quan gì đến anh điện lực mà lại... Ô hay, ông buồn cười nhỉ? Thế tôi hỏi ông nhé. Ờ. Ngân hàng này, chứng khoán này, rồi là bất động sản này, thì nó có liên quan đến điện lực đâu. Thế mà tại sao ông ấy vẫn... Đấy, này, đấy, năm vừa rồi ấy, một loạt các đầu tư ngoài ngành đấy vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn định đòi thêm. Thôi, thôi đi đầu ạ. Mặt đầu không được đẹp nên là đầu nghĩ ai cũng xấu giống đầu à. Trời ơi, mặt ai đẹp hơn? Mặt đây không cần phải xin xỏ nhá. Nhưng thứ cần xin ấy, đây xin được hết rồi nhá. Mặt như thế này này là bị cháy thật. Chuyện là thế này, lúc nãy là em lỡ chuyến xe buýt của anh giao thông. Thế là em phải mượn xe máy của thằng cháu chạy vội lên đây. Thế nào mà đang đi giữa đường, xe nó ùn ngụt bốc cháy. Ôi dồi ôi, em nhanh như điện. Em né được, bỏ của chạy lấy người, thoát được thân. Thế mà lửa nó vẫn liếm vào mặt. Xe đang đi tự dưng cháy á? Đúng rồi. Thật không? Thật mà. Ôi thế không biết à? Ôi dồi ôi, ra đây em kể cho mà nghe. Dạo này ở dưới hạ giới nhá, không hiểu tại sao hàng loạt ô tô xe máy rủ nhau bốc cháy. Mà bây giờ không biết lý do. Người thì bảo là do xăng, người thì bảo là do điện, người thì lại bảo là do chuột cắn bình xăng. Thế mà bây giờ giữ nguyên cái mặt, quay sang bên phải,
quay bên phải. Này, đố đầu nhá. Mặt anh điện lực trông giống con gì? Nhìn mặt trông giống sao con gì? Giống con gì? Thì nhìn nó giống con gì, da đen đen mồm le le đấy. Trông hơi giống con rúi. Rúi, trông con rúi, mồm nó không khoe. Da nó đen, mặt nó đen. À ha, giống con cầy vòi. Khả năng giống con cầy vòi. Cầy vòi. Mồm loe. Đầu ra em bảo này. Chị em mình quý nhau như thế mà chị lại nỡ nói em thế à? Ừ, em quý nhất chị đấy nhá. Thế à? Em bảo, ở dưới hạ giới em còn hai cái xe máy đấy, hôm nào em gửi tặng cho chị nhá. Mày điên à? Hả? Tao kêu xa đài cát thế này mà tao đi ngồi xe máy để cho nó bụi nó phả vào mặt à? Ui dồi ôi. Thôi đi. Này, thế xe cháy rồi tí nữa về bằng gì? Thì em cứ đi xoay bít đánh giao thông cho nó tiện. Ừ, tưởng đi xe buýt mà nó không cháy chắc. Quan điểm của em à, chết cả đống còn hơn sống một mình. Không? Với cả đi xe buýt toàn các táo của thiên đình, đương nhiên nó phải an toàn hơn. Với cả xe buýt mà cháy thì nó làm quá đen rồi, mà đen như thế nhá là phải chịu. Thôi, thôi 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 thôi. Báo cáo đi. Dạ, môn Tô Ngọc Hoàng, ngành điện của thần năm qua làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nên ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của anh em trong ngành. Thần nghĩ mà đau xót quá. Này, ta tưởng ngươi phải vui mới phải chứ, vì cái ngành của ngươi vừa được tăng giá cơ mà. Dạ, đúng là có tăng thật, nhưng mà tăng như thế thì chưa vui. Bởi vì so với thiên đình của mình với các thiên đình khác thì giá điện vẫn còn rẻ lắm ạ. Thần nghĩ là chúng ta cứ phải tăng thêm vài lần nữa. Thế theo nhà ngươi thì tăng bao nhiêu thì nhà ngươi mới cảm thấy vui? Theo em nhá, mình cứ mạnh dạn lên, mình đừng sợ dư luận nhá. Mình cứ đạp trên dư luận đi, mình tăng gấp 3 lần đi. Gấp 3 lần à? Vâng. Này, ta bảo này, có lẽ là nên đề xuất với Ngọc Hoàng là tăng gấp 30 lần đi. Cho vui điên đảo luôn đi, nhá. Thì này, hay quá. Kể cả là tăng đến 30 lần thì cũng không bù lại được những cái khoản mà thua lỗ của những cái đầu tư ngoài ngành năm ngoái đâu nhá. Anh buồn cười đấy nhỉ? Ây, đầu tư kinh tế thì nó phải có rủi ro chứ. Nếu anh táo kinh tế thì anh còn đầu tư, anh còn lỗ chọc vó nữa là thôi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, năm qua anh táo điện lực thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Ấy vậy mà anh ấy vẫn chi tiền lương cho cán bộ công nhân viên khá cao. Mà cái khá cao của anh ấy gấp 10 lần lương của giáo viên tiểu học đấy ạ. Anh nói thế là không được anh Tạo. Tôi nói cho anh biết ý, là mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhá. Anh phải hiểu cái ngành của tôi nó là ngành đặc thù ha. Môi trường làm việc đặc thù, thời gian làm việc đặc thù, rủi ro tai nạn đặc thù, nên lương chúng tôi phải nhận lại được là đặc thù. Này, ngươi đừng có nói đặc thù để lấp liếm cái sự độc quyền của ngươi. Nhiệm vụ chính là ngươi phát triển ngành điện, chứ không phải đầu tư dàn trải rồi làm ăn thua lỗ, sau đó lại đổ trách nhiệm đến người dân là bằng cách bắt người dân đóng tiền. Một nguyên tắc, làm ăn mà không có hiệu quả thì không có lý do gì mà được nhận lương cao. Này, Nam Tào này, mà tôi nghĩ rằng là cầm cái đồng lương cao chưa chắc đã vui lắm đâu. Sao lại chưa chắc vui? Tôi mà nhận lương cao ấy rồi tôi chả nhảy cẫng lên sung sướng. Đấy, 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 đấy. Nhảy cẫng lên đấy, 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 đấy. Cũng chính vì nhảy cẫng lên đấy. Sao? Có một cán bộ mà anh điện lực này quản lý thế này, trong khi ngành thì làm ăn thua lỗ, cầm được đồng lương cao, thay vì vỗ đùi anh lại vỗ ngay vào cái... Cái gì? Cái nút xả lũ thủy điện. Thế là bao nhiêu nước ở trên thượng nguồn là cứ nhằm khu dân sinh mà lao thẳng vào. Ui đấy. Lương thế, cao đấy. Này, thế thì hoa màu và vật nuôi có ảnh hưởng nhiều không? Dạ không ảnh hưởng gì đâu ạ, chỉ mất trắng thôi ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đến người còn chả chạy được, nữa là hoa màu vật nuôi ạ. Có chuyện kể, có cái anh chăn vịt ở giữa cánh đồng, nghe tin lũ về, anh mới lùa vịt về chuồng, nhưng về đến nơi thì vịt còn đây mà chuồng còn đâu nữa. Đấy. Thế là, dạ bẩm, vịt chết đuối trắng cả cánh đồng rồi ạ. Thế còn tính mạng của cái anh chăn vịt ấy thì làm sao? Dạ, anh chăn vịt ấy lại may mắn sống sót bởi vì anh ấy kịp thời bám vào một cái đuôi trâu ạ. Vịt còn chết đuối làm sao mà trâu sống được? Thế mới lạ. Anh ấy bám vào một cái đuôi trâu. Nhưng mà đấy là một con trâu nó đã chết đuối rồi, nó mắc trên ngọn cây ấy. Thế là lũ rút đi anh ấy tụt xuống. Thôi. Cảnh thôi đi nhá. Tôi nói cho các anh biết nhá. Là tôi xả lũ là không có gì sai cả. Tôi làm đúng quy trình nhá.
trước khi xả lũ, tôi báo cho dân biết hẳn trước 6 tiếng, được chưa? Mà tôi báo bằng văn bản, bằng phách. Này, này, ông có báo trước 6 tiếng hay bằng cái gì đó nhưng mà ông báo vào ngày nghỉ cho nên là dân người ta không trở tay kịp, biết chưa? Đấy là tại người dân, ai bảo người dân không đi làm vào ngày nghỉ? Thôi được rồi, thế này nhá. Bắt đầu từ lần sau, tôi sẽ không xả lũ vào ngày nghỉ nữa, thế đã được chưa? Này, ngươi có xả lũ vào ngày nào đi chăng nữa, mà cứ xả lũ bừa bãi thì dân người ta vẫn ca thán đầy ra đấy. Kêu đâu, ca ở đâu, chẳng thấy ai kêu, chẳng thấy ai kê ca thán. Thế bây giờ nghe nhá, nghe dân người ta kêu nhá. Bẩm Ngọc Hoàng, dân người ta kêu thế này ạ. Hồn nhiên thò tay xả lũ có báo gì đâu, thế nên người dân chạy lũ cuốn cả trâu lẫn heo bò gà, trèo ngọn cây thấy nước ngập trắng tình, ôi lòng thật kinh. Đây không phải lần đầu, lũ vẫn thường quét qua, lũ quét qua dân lại về mò, không hiểu sao anh thủy điện vẫn cứ vô tình. Thôi hết rồi, vỗ tay gì nữa. Đấy, người ta kêu thế đấy. Thôi em xin các anh ấy, khổ quá. Năm nào lên đây các anh cũng moi móc cái xấu của em ra, mà có cái gì mới đâu, toàn những cái lỗi năm nào em cũng mắc phải rồi à. Mà các anh nói mãi một câu chuyện mấy năm rồi các anh không thấy chán, em xin các anh, em này, xin này, các này. Thế có mỗi một cái lỗi đấy mà năm nào cũng mắc phải mà cũng không thấy chán à? Em chán rồi. Em chán nói chuyện với anh rồi, anh lùi ra để cho em báo cáo với Ngọc Hoàng. Sao muốn đâu Ngọc... Thôi, ta không muốn nghe báo cáo nữa. Bây giờ ngươi về tự xem lại mình đi, và hãy làm một bản báo cáo tường trình tỉ mỉ về chuyện xả lũ của ngươi. Ta cho ngươi lui. Dạ, dạ môn tông Ngọc Hoàng, thần phải về làm báo cáo thật à? Báo cáo chi tiết. Bây giờ thì làm sao mà đếm được số vịt nó bị chết đuối nhỉ? Mà đấy là việc của kiểm dịch cơ mà, có phải của mình đâu. Dạ môn tông Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng vừa bảo với thần là phải làm tốt công việc của ngành mình, thế sao bây giờ Ngọc Hoàng lại bắt thần làm kiểm dịch à? Không làm kiểm dịch thì về làm kiểm điểm vậy. Dạ không ạ, dạ không ạ. Rồi thì kiểm gì cũng được nhưng không phải là kiểm điểm ạ. Ta cho ngươi lui, chúc ngươi khỏe. Dạ vâng ạ. Dạ. Anh Tào, cái gì đấy? Em nhờ tí. Ngọc Hoàng đang giận em mà tự nhiên lại chúc em khỏe. Không hiểu. Ý Ngọc Hoàng nói là chú đang yếu, mà yếu thì phải nghỉ mà đi chữa bệnh, xong xuôi khỏi bệnh thì lại bố trí công việc khác. Không, em khỏe mà. Khỏe không? Em khỏe. Khỏe thì xuống lo cho cái việc điện lực thật tốt đi. Nếu không là tự yếu đấy. Dạ vâng em. Đi nhanh lên. Dạ vâng em xin phép anh. Em xin đấy. Phép. Dạ. Đằng này. Dạ vâng em xin phép ạ. Em xin phép. Này. Dạ em đi đúng đường rồi còn gì. Cái ô này. Em xin phép ạ. Khổ quá, làm thế nào mà đếm được số vịt chết đuối bây giờ. Tôi cho táo khác vào đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thế nhưng vừa rồi đầu tiên thì là một cặp vào, xong bây giờ lại có một đơn vào, thế bây giờ Ngọc Hoàng muốn đơn hay đôi ạ? Thì đơn hay đôi cũng được. Dạ, dạ. Bẩm Ngọc Hoàng, dạ đôi đi cho nó rôm rả. Dạ vâng. Được. Bẩm Ngọc Hoàng, ngay sau đây sẽ là hai táo ạ. Đó chính là táo kinh tế và táo y tế. Chúng ta gọi tắt là cặp đôi táo song tế. Mời luôn vào đi, mời luôn vào đi. Này, song tế ơi, vào chầu. We'll be right back.
Cao Kiếm. Dạ. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một lần là đủ rồi. Dạ. Chúng em có hai người. Đúng là cặp đôi hoàn hảo. Dạ. Phối hợp ăn ý đấy. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, lần lên báo cáo này hai người kết hợp đúng kiểu song kiếm hợp bích, không khác gì táo ngố và nho sinh trong Robo trái cây. À, thành ra là có vẻ sáng tạo đấy ạ. À. Thế mà gọi là sáng tạo à? Ừ. Trời ơi, đấy là gọi là biểu dương lực lượng cái bọn là đòi nợ thuê đấy. Sáng tạo cái gì? Sao lại đòi nợ thuê ở đây? Thì ông không thấy là năm vừa rồi một loạt các vụ làm ăn thua lỗ, rồi tín dụng đen, rồi là vay tiền để mà đầu tư vào bất động sản. Thế nhưng mà không có khả năng chi trả, thế là cuối cùng là bây giờ phải nhờ đến cái bọn lục lâm thảo khấu đòi nợ thuê đây này. Đấy, đồng ra. Hả? Ra bảo, ra bảo đấy, chứ gì? Cái gì đấy? Mặc quần gì đấy? Vô duyên. Hỏi làm gì? Mặc đồng phục. Đâu? Úi trời. Úi trời. Úi trời ơi. À, mặc quần đồng phục hơi rộng đúng không? Bây giờ anh khuyên cô này, cô từ nay trở đi cô cứ mặc cái quần bó bó mà thật chặt vào. Để làm gì? Để cho máu nó dồn lên não. Chứ trông mặt ngu lắm. À, bây giờ giải thích đi. Cái màn mãi võ đòi nợ thuê kia là ý văn học là gì? À, đấy là màn biểu diễn của cặp song thế, nhằm thể hiện sự phối hợp liên ngành, đem lại niềm say mê, niềm vui mới, hạnh phúc mới và thắng lợi mới đến mọi nhà. Cái màn phát biểu của anh rất là hùng hồn. Ừ. À, ý nó là thế nào anh? Ý nó là thế này nhá. Nói đến kinh tế thì người ta nói đến tiền. Đúng. Nói đến y tế người ta nói đến sức khỏe. Đúng rồi. Cho nên là vào đầu năm mới mọi người gặp nhau thường chúc nhau là gì? Nhiều tiền và gì? Nhiều sức khỏe. Dạ dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Nhân đây xin cho thần thay đổi câu chúc của toàn bộ mọi người ở dưới trần gian ạ. Là thế này, năm nay xin chúc tất cả mọi người có nhiều song tế. À. Vừa ngắn gọn vừa đủ ý. Tức là năm nay là Tết đến là gặp nhau là bắt tay nhau là song tế. Chúc song tế hơn năm ngoái nhá. Đúng rồi. Dạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay nhân dịp buổi chầu cuối năm, chúng thần xin chúc Ngọc Hoàng có nhiều niềm vui và nhiều song tế. Được, ta cũng chúc hai người cùng toàn thể gia đình sang năm mới có thật nhiều sa tế. Cũng vậy, cái gì sa tế à? Thì sa tế để cho vào lẩu đúng không? Dạ đúng ạ. Cho vào ăn ngon hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Ăn ngon hơn thì sẽ ăn nhiều thì sẽ có sức khỏe. Có sức khỏe thì mới làm ra của cải tiền bạc được chứ. Dạ. Ngọc Hoàng thâm thúy quá. Năm mới em không được tí tế nào à? Có. À, sang năm mới anh cũng chúc chú một năm mới nhiều hạnh phúc và nhiều song tế. Dạ, em cảm ơn anh, chúc anh song tế. Chúc chị song tế. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe nhiều tiền. Chúc mọi người năm mới nhiều tiền mạnh khỏe. Chúc mọi người năm mới khỏe tiền nhiều mạnh. Chúc tất cả mọi người năm mới song tế. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Điên. Song dê người ta cái. Dê với bò gì ở đấy? Mà này táo kinh tế. Dạ. Ta hỏi ngươi về chuyện chứng khoán đây. Năm ngoái ngươi cho đệ tử đi bán rong bán rạo, ta thấy khó coi lắm. Dạ. Bây giờ đổi mới rồi. Thần ký gửi cho mấy bà hàng rau rồi. Mấy bà hàng rau thì hiểu gì về chứng khoán? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bây giờ ra chợ rất thiếu tiền lẻ. Chính vì vậy một cổ phiếu có 500 đồng thôi. Bây giờ mấy bà hàng rau lấy cổ phiếu thay tiền lẻ giả lại cho dân này. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bây giờ cầm 500 1.000 ra chợ không mua nổi một cọng hành ạ. Trong khi đó giá cổ phiếu thì có mã 400 500 đồng một cổ.
Năm qua nhiều gia đình khốn đốn lắm, đang là gia đình có điều kiện, bỗng nhiên trở thành gia đình khó khăn. Nói đâu xa đâu, chính cái ông này đây này. Đây này, 3 năm về trước ông ấy lên đây, ông ấy lên đây mặt ông ấy vinh thượng lên. Xong ông ấy ra cái điều là bề trên ông bảo này, quý anh em lắm nên cho mình để lại cho mình ít cổ phiếu giá ưu đãi. Cái hồi đấy là bao nhiêu nhỉ? 42.000 đồng một cổ. Thế bây giờ nó còn là bao nhiêu? Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ còn 420 đồng. Nói to lên. Bây giờ còn 420 đồng một cổ. À, thế mà gọi là cổ phiếu ưu đãi à? Đấy gọi là cổ phiếu ngược đãi biết chưa? Hả? Hả? Nhưng mà tôi có muốn như thế đâu. Ông không muốn. Ông đứng lên, đứng lên, đứng cao lên, ông đứng cao lên thì cổ phiếu nó mới lên được biết chưa? Hả? Trời ơi, bảo như thế là sao người ta không điên đảo lên? Hả? Ôi thôi 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 thôi, khổ quá. Mặc cái quần chật chật vào. Con ơi, mua cho bố cái mỉm con ơi. Này, gom suốt từ nãy đến giờ, chị lại cứ tưởng là cô bực tức gì chị. Hóa ra là điên đầu vì cái chuyện mà cổ phiếu giảm giá cả tăng à. Chứ có sao nữa. Chị nói thật nhá, có sức khỏe là có tất cả em ạ. À. Mà này, trong hôm nay đầu khỏe mạnh này, tươi tốt thế này, thế là tốt lắm rồi. Hiểu không? Được cả bà nữa. Thế lại ốm à? Thế này, có bệnh gì đấy? Bệnh gì nữa? Hả? Sao đây tôi bảo này. Dạ. Hôm trước ấy, đi vào viện. Mà đấy, đúng cán bộ y tế của bà quản lý đấy. Bảo là cái thận trái của tôi là có vấn đề. Biết chưa? Thế sau một hồi hội chẩn xong rồi đè sấp đè ngửa tôi ra xong rồi cắt phăng luôn cái thận bên phải của tôi. Ôi giời. Hiểu chưa? Cho nên bây giờ giọng lên một quãng 8 rồi đây này. Này, thế cái vụ mà chuẩn đoán thận trái xong cắt phén thận phải là của đầu hả? Của đầu. Ôi giời ơi, không nhầm vào ai mà nhầm đúng vào cô đầu nhà mình. Ôi giời ơi, khổ thân quá chứ nhỉ. Chứ lại nhầm nhọt thế nhỉ. Thế mới đau đớn lên đuổi đủ đường nhà đầu. Thế bảo là sao tao cũng điên đảo lên. Thôi biết rồi, biết rồi. Hạ hỏa đi. Thế này nhá, cái chuyện mà đầu bị cắt quả thận ấy mà là chuyện của năm cũ rồi. Còn sang năm mới, đầu ấy lại mất quả thận mới. Mày điên à? Ôi, cuống cuống, chị cuống, chị nhầm, chị cuống. Ý chị nói là sang năm mới chúng ta phải nói chuyện mới. Đúng. Nói chuyện vui nhá. Đúng, em thích chuyện vui lắm đấy. Thế chị kể chuyện của chị nhá. Kể đi. Kinh tế. Chị... Dạ em nhờ tí. Anh có nhớ cái vụ hôm nọ em kể với anh không? Vụ nào? Mổ của em đấy. À, nhớ. Kể. Kể luôn. À, dạ, Bẩm Ngọc Hoàng với cô Đậu với Tào. Hôm nay thần xin phép thần kể chuyện vui ạ. Dạ. Kể đi cho nó thay đổi không khí. Dạ vâng ạ. Nhưng trước khi vào kể thì Ngọc Hoàng cho thần mượn cái ghế làm đạo cụ ạ. Mượn nhưng không mà. Được. Không có ghế này ta còn gì là Ngọc Hoàng nữa. Ngọc Hoàng vừa nói đồng ý cho kể chuyện vui rồi, không có ghế đạo cụ thần không kể được. Thôi được rồi, mượn thôi nhá. Vâng. Tí trả lại ta. Không suy chuyển. Vâng, ngồi đi. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời. Sau khi kíp mổ vừa mổ xong cho bệnh nhân thì kíp mổ về hết, còn lại một mình cô Tế ở lại. Cô Tế ở lại đang ghi biên bản để bàn giao bệnh nhân về phòng hậu phẫu. Bỗng nhiên bệnh nhân lên cơn co giật. Thôi, co giật thế à? Co giật thế nào? Co giật là người ta phải co giật là thế này này. Co giật lại đi. Bệnh nhân lên cơn co giật. Rồi bệnh nhân lại kèm với cả nấc nữa. Nấc. Này, bệnh nhân vừa mổ xong mà lại co giật và nấc à? Ui giời, nguy hiểm lắm đấy. Làm cách nào đi? Tôi đang cuống lên đây. Ôi giời ơi, bây giờ làm thế nào bây giờ? Làm cách nào? Bây giờ phải tìm điện thoại gọi cho kíp mổ quay lại. Đúng. Ôi giời ơi, điện thoại đâu rồi? Gọi đi. Bệnh buồng không có điện thoại. Điện thoại thế đâu thế này nhỉ? Cứ chạy lung tung nhìn kìa, bệnh nhân kìa. Ui, xong. Bây giờ làm thế nào? Xỉu đi rồi, xong rồi, lả đi rồi. Bây giờ tôi phải tự quyết định, mình phải cứu lấy mình, không ai cứu mình lúc này. Tôi lấy hết sức bình sinh, tôi hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân, hô hấp nhân tạo. Điện thoại đấy. Đâu nhỉ? Bệnh nhân như này. Rồi. Hô hấp tiếp tục đi, em khổ quá. Quá lạ nhỉ?
Người ta đã tỉnh đâu mà đi tìm điện thoại. Hô hấp cho người ta tỉnh dậy đi. Này, chết bây giờ, chết bây giờ, khổ quá, tắt thở. Đang cố đây, khổ quá. Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh. Im phăng phắc. Cố lên. Ôi trời ơi, điện thoại đang ở trong bụng bệnh nhân. Thế làm thế nào bây giờ? Bây giờ bệnh nhân như thế nào không quan trọng, tôi phải thò tay vào, tôi móc. Này, vừa mổ vừa khâu xong không thò vào thế được đâu. Không yên tâm, cô Tế cô toàn khâu rối thôi, tôi thò cả bàn tay vào còn được cơ mà. Ấy này, thế nhỡ bệnh nhân người ta chết thì sao? Chết thì không quan trọng, bây giờ quan trọng là cái điện thoại của tôi đang nằm trong bụng cái này, nó ngấm nước nó hỏng cái điện thoại của tôi. Đấy, để yên tôi thò tay vào, để yên nhá. May quá, điện thoại giá rồi, không hỏng. Ôi rồi. Này, à, điện thoại là cô Tế cô lấy ra luôn à? Ừ. Ôi rồi, này gần đấy tuổi mà vẫn bằng tin gớm nhỉ? Tin đâu mà tin? Gớm kia. Dạ rồi. Này, gấp buộc cả gấu bông ở điện thoại cho nó điệu. Đời nào buộc gấu bông ở điện lùng thoại? Lùng lẳng ở điện thoại ấy kia. Ôi trời, thận của bệnh nhân. Có lệnh thận. Làm thế nào đi? Móc điện thoại ra lại móc cả thận ra thế này. Ôi trời ơi. Này, giả mày. Thôi bây giờ về phòng hậu phẫu nhá. Nghỉ ngơi mai xuất viện nhá. Về nhá, nghỉ ngơi nhá. Này cứ cho bệnh nhân đi mà ông không nói gì thận của người ta. Cần gì khâu, cần gì phải nối. Cứ đi lại thế này, tí nữa thận nó lại về vị trí cũ. Theo quy luật vận động tự nhiên mà. Này, thế thì tôi biết tại sao tôi mất thận rồi. Này ra tôi bảo, tôi nói thật cho mọi người biết, tôi kể cái câu chuyện vừa rồi là để cho tất cả mọi người ở đây, mà nhất là cô Đậu ấy, phải rút kinh nghiệm nhá. Tôi là bệnh nhân, tôi là người bị hại mà tại sao tôi lại phải rút kinh nghiệm? Thứ nhất, phải hạn chế ốm. Thứ hai, nếu có ốm mà phải vào bệnh viện thì phải có ý thức tự bảo vệ mình trước y bác sĩ. Vì nhầm lẫn trong nghề y của chị là chuyện quá bình thường. Tính mạng con người mà chị bảo là nhầm lẫn là chuyện bình thường à? Hả? Ôi, nhờ đấy cô xem ở dưới hạ giới kìa. Bệnh viện thì quá tải. Một bác sĩ phải mổ hàng chục ca mỗi ngày. Nào thì khám trong bệnh viện, nào thì khám ngoài bệnh viện. Rồi là cả làm bao nhiêu việc riêng nữa. Ôi dồi ôi, bệnh nhân ở dưới hạ giới, ai người ta cũng rất là thông cảm ấy. Em hiểu rồi. Chính vì cái chuyện thông cảm nên vừa rồi dưới hạ giới có rất nhiều biểu hiện của dịch bệnh chân tay miệng. Mọi người lo lắng nhưng mà chị bảo là không sao hết, không có dịch bệnh nào hết. Thế là mọi người thông cảm bằng cách tự đi mà chữa bệnh, đúng không? Thế gọi là thông cảm mà hả? Ơ chị đây, có ai bị làm sao đâu, có chết người đâu. Mà chị cũng nói luôn nhá, kể cả có đại dịch đi chăng nữa nhá, mà chị chưa công bố là dịch thì vẫn là không có dịch. Được rồi, bây giờ tôi hỏi chị. Yeah. Thế chị trả lời với Ngọc Hoàng thế nào về việc chị định tăng mức phí bệnh viện hả? Này, chị tăng có hợp lý không khi mà chất lượng dịch vụ bệnh viện không tăng? Mà tăng có hợp lý không trong khi mà rất nhiều các mặt hàng tăng giá hả? Liệu người dân có sống nổi không? Ô hay nhỉ, đây là mới là đề xuất chứ tôi đã bảo tăng đâu. Mà tăng giá thì phải hỏi cái anh kinh tế thì kìa. Tăng giá là kinh tế? Thì tăng giá là của anh mà. Đấy nhá. Rõ ràng là bảo đi vào đây là kết hợp với nhau nhá. Ừ. Mà là hòa thuận nhá. Bây giờ chơi đẻo nhá. Được rồi. Anh yên tâm, tôi đã có phương án dự phòng rồi. Các em. Cái gì đấy? Bẩm Ngọc Hoàng, 3 bệnh nhân nằm chung một giường. Thế mà cô Tế cô ấy bảo là giảm tải trong bệnh viện. Như thế này thì giảm tải làm sao được? Thế này thì chữa trị thế nào được ạ? Này em nói luôn cho anh biết nhá, 3 cái thằng này mà không có em nhá thì 3 thằng này chết từ lâu rồi nhá. Ôi trời. Chẳng qua nó là người nhà của anh, cho nên em mới sắp xếp cho 3 người nằm chung một giường. Thế? Mà tôi cũng nói luôn nhá, 3 người nằm chung một giường là ước mơ của hàng ngàn bệnh nhân nhá. Anh đã được, anh lại còn đợi, anh. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, bệnh viện dân sinh ở dưới hạ giới mà không khác gì bệnh viện dã chiến ạ. Dạ, từ cổng bệnh viện vào đến hành lang rồi vào trong phòng khám, dạ, người nằm ngồi la liệt ạ. Dạ, bẩm. Này,
Gì? Y tế có nhớ cái chuyện hôm trước không? Chuyện gì? Y tế cử cán bộ xuống các bệnh viện để thị sát đấy. À có. Hôm đấy vui lắm. Trời ơi này, cán bộ y tế đi đến đâu, ba bệnh nhân nằm một giường, nặng đến mấy vẫn phải ngóc đầu lên mà. Em chào cán bộ y tế. Cán bộ y tế đứng ở giữa phòng phát biểu, ba người nằm một giường là cả một sự cố gắng phấn đấu của ngành y tế. Đúng. Năm sau chúng tôi sẽ giảm tải, chỉ còn hai người một giường bệnh thôi. Tất cả vỗ tay. Vỗ tay. Đúng trong lúc đang vỗ tay thì em chào cán bộ y tế ạ. Chào. Này, cố gắng uống nhiều thuốc và cho nó khỏe nhá. Tốt. Dạ, em chào cán bộ y tế ạ. Ôi giời, lại thêm một người nữa à? Tốt chị. Nào chào đấy. Dạ, chúng em đây ạ. À. Úi trời ơi. Tại sao đang trong giờ khám chữa bệnh mà lại cho người nhà bệnh nhân vào trong bệnh viện chui xuống dưới gầm giường thế kia hả? Chúng em là bệnh nhân ạ. Bệnh nhân mà lại. Úi trời ơi. Bệnh nhân à? Bệnh nhân sao không lên giường nằm cho nó đàng hoàng mà lại chui xuống gầm giường làm gì? Dạ, chúng em được biên chế 5 người một giường này ạ. Chết. 5 người một giường ạ? À? Dạ. Dạ. Thưa cán bộ y tế, dạ bọn em 5 người chung một giường này. Dạ ở đây toàn nam giới. Anh này thỉnh thoảng anh ấy mỏi quá anh ấy lên nằm ké còn được. Còn em là phận nữ nhi. Em mà có mỏi lên nằm trên đấy cháo đầu đuôi cũng không ổn, mà nằm song song cùng với các anh ý thì có khi em xuất viện này xong em lao thẳng vào viện sản ạ. À. Nằm một giường không quan trọng. Quan trọng đây là nỗ lực vượt bậc của ngành y tế rồi. Này, cái việc của chị ấy, y tế của chị là quá tải. Em biết. Cho nên bây giờ chị học anh giao thông. Anh ấy vừa lên đây đề xuất là chia giờ tham gia giao thông. Bây giờ chị cũng đề xuất là chia giờ khám chữa bệnh. Chia giờ à? Ừ. Thế nhưng mà chia giờ thế nào? À, chia kiểu này này. Người đẻ năm chẵn ấy thì khám ngày chẵn. Đúng. Người đẻ năm lẻ thì là đi khám ngày lẻ. Đúng. Trẻ con thì đi khám thì được nằm giường bệnh từ 6 giờ đến 8 giờ. Đúng. Cán bộ công nhân viên thì được nằm từ 7 giờ đến 9 giờ. Đúng. Thế còn các ngành nghề khác thì là còn giường nào nằm giường đấy, nếu không thì lại chui xuống cầm giường nằm đây này. Đấy. Nếu như bệnh nhân từ tuyến dưới lên nhiều quá. Chị áp dụng cách của anh giao thông, phân luồng bệnh nhân, nắn luồng bệnh nhân. Thế là được, tiện lắm. Ưu tiên. Hợp lý. Hay không? Hay. Hay không? Được. Xôi lá. Ừ. Ôi trời ơi, suốt từ lúc nãy đến giờ cứ tưởng là góp ý mang tính xây dựng. Hóa ra là nói đều ạ. À. Đồ xôi lá. Ừ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. À. Chúng em không muốn bị quá tải như thế đâu ạ. À. Tất cả cái đấy là tại vì là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của bệnh viện là không được đầu tư ạ. À. Mà cũng tại cái anh kinh tế kia kìa. Kì? Muốn gặp anh này khó lắm ạ. À. Lần nào anh cũng bảo anh bận. Nào là bận lấy đất của dân để làm sân golf. Nào là bận xây chung cư. Nào là bận đầu tư khu công nghiệp. Mà những cái đấy nó mới ra tiền ạ. À. Chứ còn đầu tư vào bệnh viện nó lại không ra tiền. Này, kinh tế. Dạ. Ngươi cũng phải chú trọng về việc đầu tư trang thiết bị cho ngành y tế. Dạ. Đồng thời cũng phải chú trọng về cuộc sống cũng như là đồng lương của họ để cho họ chuyên tâm làm việc chứ. Dạ vâng ạ. Gì ấy? Mấy thằng cu này là mấy thằng nào? Thằng này là thằng Trần Doanh Nghiệp, năm nay 28 tuổi, nhưng cháu nó bị suy tim mới đau chứ. Ôi giời ơi, Trần Doanh Nghiệp ơi. Suy tim là cũng tại cái anh này này. Cái gì? Năm vừa rồi bị một cú sốc cực lớn luôn. À. Bảo làm sao mà không trụy tim mới suy tim à. Cháu nó bị thế này là do các cô đấy nhá. Sao lại do tôi? Khi cấp cứu vào đây đáng nhẽ y bác sĩ phải tận tình cứu chữa. Đằng này hai bác sĩ của cô lại bỏ về phòng riêng tâm sự. Đến khi người nhà tôi phát hiện là cháu nó tím tái rồi, gọi các bác sĩ ra, các bác sĩ cuống lên làm không ra đâu và mới đâu. Bây giờ cháu này trông này, bây giờ nó mới thảm hại thế này thế này. Y tế. Dạ. Ý đức của ngươi để ở đâu? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, cứ bình tĩnh cho em trình bày ạ. Ta không thể bình tĩnh được. Nói cho ta nghe. Dạ. Hai bác sĩ ở bệnh viện nào, tên là gì? Dạ khởi bẩm ạ,
một người tên là Lê Thị Ngân, một người là Nguyễn Xuân Hàng ạ. Mà cũng do cái yêu cầu của gia đình anh kinh tế ạ. Cứ đòi nâng mức hỗ trợ hô hấp lên 25%, cho nên hai bác sĩ Ngân và Hàng mới nâng mức hỗ trợ lên cao quá. Chính vì vậy nó mới xảy ra phản ứng phụ, đúng không? Chú nói hộ chị tí. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần xin có ý kiến ạ. Dạ, nói gì thì nói cũng phải hiểu về đặc thù của từng ngành, từng nghề của từng người một ạ. Dạ, cái việc nâng mức hỗ trợ hô hấp lên 25% của bác sĩ Ngân và Hàng, dạ, cực chẳng đã người ta mới phải làm thế. Dạ, đúng cũng ạ. Là người nhà thân thiết với anh kinh tế mới làm vậy ạ. Vâng ạ. Thế nhưng mà các bệnh viện thấy chị Ngân và chị Hàng này nâng lên mức hỗ trợ hô hấp 25% thì là các bệnh viện cũng thi đua nhau nâng mức hỗ trợ hô hấp. Dạ. Mà làm như thế thì còn gì là nguyên tắc khám chữa bệnh nữa. Đúng. Dạ, nhưng Ngọc Hoàng cứ yên tâm đi. Dạ, riêng vấn đề này chị y tế đã khắc phục đầy đủ rồi. Dạ. Làm đâu vào đấy rồi ạ. Nằm lui dạ. Vào cho em nó nằm thì em. Thằng này là thằng nào? Thằng này á? Ừ. Thằng này tên nó là thằng Sản. Cả năm vừa rồi nó nằm bất động cho nên gọi nó là thằng bất động sản. Thế này thế sao bây giờ lại nằm thế này? Đấy. Chết khổ. Này cô Tế. Dạ. Cô có cách nào cô cứu chữa cho cháu nó đi chứ? Tiêm thuốc liều cao rồi, nhưng mà liệt toàn thân rồi. Chết thật. Khổ thân cái thằng này. Cô chết đấy. 6 tháng đầu năm thì chết bán thân bất toại, đến cuối năm thì liệt toàn bộ. Đúng rồi. Mà cứ sống kiểu thực vật như thế này thì khổ lắm. Chị... Bây giờ nhá, chị bảo hai bác sĩ Ngân và Hàng rút ống oxy của nó ra. À. Cho nó chết luôn đi. À. Chết luôn đi, chết hẳn đi. Chết rồi sau đó em đầu thai cho nó một kiếp khác. Dạ. Cho nó thật tốt, cho nó tưng bừng nhá. Để em rút luôn. Rút luôn đi. Khoan khoan. Dạ. Không được. Dạ bẩm. Dạ, bẩm. Phải vực nó lên. Vì nó là con cháu đệ tử của táo kinh tế cơ mà. Ngọc Hoàng nói thế, thần đội ơn ạ. Nhưng thú thật với Ngọc Hoàng, thần lắm lúc cũng muốn buông xuôi lắm rồi ạ. Chăm sự nhờ cô Tế. Cô Tế làm thế nào cho cháu nó thoi thóp cũng được ạ. Cuối cùng là thằng nào? Thằng này nó là thằng xuồng lên váng. Xuồng lên váng. Xuồng lên váng à? Quái lạ thật. Mẹ có người họ xuồng à? Thằng này có phải là thằng Út, con ông anh của ông không? Đúng rồi, nó. À, tôi nhớ thằng này rồi. Tôi nhớ thằng này rồi. Ông có phải họ xuồng đâu. Không à, vớ vẩn. Nó là con ông anh vợ cơ mà. À, họ nhà vợ à? Ừ. Này, họ nhà vợ cũng như họ nhà mình, đối xử cho nó đàng hoàng chứ sao lại chói chân chói tay nó vào thế kia. Không được, tính tình thằng này nó bất ổn lắm. Lúc thì nó leo lên cây cao, lúc thì nó tụt xuống giếng, làm cho những người đuổi theo nó là chạy theo là không kịp. Còn những người nào yêu quý nó là khuynh gia bại sản với nó. Thôi bây giờ cứ tháo cởi trói cho nó đi. Cởi trói à? Không được, được, được. Ừ. Bây giờ mà cởi trói nó ra có mệnh hệ gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu ấy nhé. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh kinh tế đây, nhà có đến 3 người nằm viện như thế, bảo làm sao mà anh còn yên tâm để mà công tác được. Chả trách năm vừa rồi kinh tế cứ lẹt đa lẹt đẹt. Ôi ôi, đầu xem đấy, nhà có một người nằm bệnh viện đã khổ rồi, đằng này nhà tôi có những 3 người nằm viện. Nào là phải lo tiền thuốc thang này, lo tiền viện phí này, lo tiền phong bì. Nói là phong bì. Phải nói là gì? Phong thư. Phong thư. Chị thôi đi. Chị làm gì có thời gian mà đọc thư. Trong đấy toàn 100 triệu. Tôi lạ cái gì nhỉ? Yeah. Chứ còn đâu gì nữa. Đâu mà làm gì có toàn 100 triệu. Đầy chục rồi đấy. Ừ. Anh nhớ, tắm cho em bé 20 nhớ. Tiêm không đau 30 nhớ. Thay băng 40 nhớ. Rồi là khám nhanh 50 nhá. Rồi là tiếp nước không bị vỡ ven 70 nhá. Toàn chục rồi đấy, lấy đâu cho chị không? Có thật không có triệu không? Làm gì có. Có chắc chắn là không có triệu không? Đã bảo không có. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ có. Có triệu, nhưng mà phải mổ thì mới có triệu. Như thế là đút lót, nhận hối lộ rồi còn gì. Ô, dạ khỏi bẩm, thế đâu phải là đút lót hối lộ ạ. Cũng tại vì là cái ngành của thần làm rất là tốt, chăm sóc cho bệnh nhân rất là chu đáo và nhiệt tình, cho nên người nhà bệnh nhân lại cứ dúi phong bì vào tay thần, chứ thần
có muốn nhận đâu. À, đúng 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 ạ. À, dạ thần cái việc này thần có chứng kiến. Năm vừa qua là chị có phát động phong trào về cái chuyện phong bì với toàn ngành đấy ạ. Phát động thế nào? Dạ em phát động toàn ngành của em ạ. À. Dạ dạ các anh đứng vào đây, đứng vào đây ạ. À. Ôi trời, coi như các anh là người của ngành em nhá. Được không? Ờ được rồi, được rồi. Có biết hô khẩu hiệu không? Hô như nào nhỉ? À, hô khẩu hiệu là cứ chị Tế chị nói cái gì nhá thì chúng mình nhắc lại hai từ cuối. Ôi thế thì dễ. Được không? Làm nhá. Được. Anh nào mà hô to hô đúng em sẽ thưởng phong bì nhá. Hô cuối thôi gì? Chuẩn bị. Y Tế nhất định nói không với phong bì. Phong bì, phong bì, phong bì. Chữa bệnh không phải để nhận tiền. Nhận tiền, nhận tiền, nhận tiền. Y bác sĩ tuyệt đối không vòi vĩnh. Vòi vĩnh, vòi vĩnh, vòi vĩnh. Lương y không phải kiêm thủ quỹ. Thủ quỹ, thủ quỹ, thủ quỹ. Nhiệt tình lên các anh ơi, cơm nguội quá. Nguội quá, nguội quá, nguội quá. Không phải câu đấy, mà là câu này cơ. Y đức không phải thứ bán rẻ. Bán rẻ, bán rẻ, bán rẻ. Toàn ngành phải cai nghiện với phong bì, quyết không đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Được. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vui quá, vui quá. Toàn ngành tôi đã quán triệt rồi. Đấy. Cứ sáng ra là tôi lùa toàn bộ anh em ra sân hô khẩu hiệu. Còn kết thúc tôi lại lùa anh em ra sân hát vang bài ca liên ngành. Dạ sau đây thưa Ngọc Hoàng, chúng em xin biểu diễn bài ca liên ngành ạ. Dạ với phần thể hiện của song tế ạ. Hay và quá. Biểu diễn theo phong cách cặp đôi hoàn hảo. Mấy dân lao nào có xa chi này bông đầu vì cái phong bì bao nhiêu thành khí dở xuống sông mà gương soi đức còn gì nữa đâu. Bao nhiêu năm với nghề kinh doanh mưa nắng quanh năm nào có tinh công này bỗng dừng vì lãi ngân hàng coi như công đức giờ mất không. Quang cho em quá hoàng biệt không hoàng tức là anh Ngọc Hoàng đấy à. Bởi vì quý người dân nên sợ vật ý người dân cho nên người dân đưa cái gì em cũng lấy nên lâu lâu thanh nghiện rồi phong bì của người dân hai bọn em. Hai bọn em ôi mang bao nhiêu oan uổng trời đâu hay dân họ rui phong bì vào tay em thôi coi như em không biết cho đỡ phiền thế nên cùng thành quen họ mà đưa là nhận ngay. Họ mà đưa biểu diễn thôi rồi cái phần chị vừa hứa thế nào phong bì đâu đúng phong bì đâu đi đâu phong bì đâu ở đây gương cuồng cuồng quên đây giả vờ giả vịt của Nam Tào với em không lấy đâu cầm lấy em không lấy ơi sĩ diện thì cầm em đã bảo em không nhận phong bì bao giờ mà khổ quá thì cứ cầm lấy đi em không cầm cầm lấy ừ thì cầm làm cái trò gì đấy làm cái trò gì đấy. Ai bảo chị đưa phong bì vào tay em? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Bẩm Ngọc? Dạ, của Ngọc Hoàng đây ạ. Này cô Tế. Dạ. Đến cả ta mà ngươi cũng đưa phong bì à? Dạ. Cái phong bì nó to tới mức mà cô gạt bỏ trách nhiệm của chính mình. Dạ. Bỏ cả sự tự trọng của mình à? Dạ, dạ. Cô nghe tôi hỏi đây, nếu như người dân vào khám chữa bệnh mà không có phong bì thì cô có tận tình chăm sóc không? Hay là trước khi khám phải đưa phong bì thì cô mới chu đáo tận tình? Mà nhân đây, ta cũng nói luôn về chuyện cái văn hóa phong bì. Mới đầu, cái phong bì nó chỉ là 500-300, gọi là một chút nhờ vả. Rồi sau đó là những khoản tiền đổi trác
trích phần trăm của các dự án gọi là thay lời cảm ơn. Nhưng tất cả những cái đó dần dần nó sẽ biến tướng thành tham ô, hối lộ. Ta còn nghe ở dưới hạ giới người ta nói rằng bây giờ tất cả chuyện gì cũng phải có phong bì thì công việc mới trôi chảy. Đến cái mức ấy rồi mà các ngươi chỉ ngăn chặn một cách qua loa đại khái như thế à? Dạ. Bẩm. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cho thần nói một câu thôi ạ. Thôi. Dạ bẩm. Cho hai người lui. Vâng ạ. Đội ơn Ngọc Hoàng ạ. Dạ thế không báo cáo gì nữa à? Dạ. Không cần báo cáo nữa. Dạ đội ơn Ngọc Hoàng ạ. Dạ trước khi thần lui ạ, xin kính chúc Ngọc Hoàng ạ song tế ạ. Chúc các anh các chị song tế ạ. Chúc tất cả quý vị song tế ạ. Quyến rũ của thời trang Pháp. Nào cùng nói, nhắn tin, lướt nét để trúng rồng vàng. Cứ mỗi 10.000 đồng đặt thẻ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vietnam Mobile, bạn có cơ hội trúng 9 giải rồng khủng, 1 giải siêu rồng và hàng ngàn giải thưởng khác hàng tuần, tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Dạo này sao trông phong độ thế? Tôi có cách xả stress cực hay. Đây. Có bình nước nóng Olympic, nhà tớ dùng vừa an toàn lại tiết kiệm điện. Cái gì kia? Đồng hồ đo nhiệt đấy, không cần bật bình vẫn thình lình tắm. Hiện tại mà không hại điện, nhà có điều kiện có khác, dùng toán đồ xịn. Với Olympic không lo tốn điện vừa sang. Tớ phải sắm ngay một cái được. Bình nước nóng Olympic, công nghệ hàng đầu thế giới. Thuở nhỏ mỗi lần bị ho, mẹ thường cho uống thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ. Sản phẩm truyền thống thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ, chữa ho, tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản, ngứa rát cổ họng, dạng siro truyền thống và dạng viên ngậm, tiện dụng. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, xin chọn đúng sản phẩm bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ và bổ phế Nam Hà viên ngậm. Đại tiệc cung đình. Sắp xong chưa? Hoàng thượng đợi thần một chút ạ. Kính dâng hoàng thượng, đã có mì cung đình khoai tây mới, ngon ơi là ngon. Sợi cung đình thơm phức, sốt từ thịt ngọt ngon, thêm gia vị vừa tròn, mì cung đình ngon tuyệt. Cho ta bắt mì cung đình khoai tây. Mì của em ăn ngon mỗi ngày. Khi bị ho khan, ho có đờm, đã có thuốc ho Prospan. Prospan điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Prospan dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Prospan thuốc ho cho cả gia đình. Prospan thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sáng tạo trong thiết kế với động cơ và hệ thống chuyển động cung cấp bởi tập đoàn Hyundai Kia đã tạo ra dòng xe Vimoto chất lượng ưu việt. Sự trở lại của dòng xe mát nổi tiếng thế giới xuất hiện để khẳng định sức mạnh đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ dẻo dai. Bên cạnh đó là sự trẻ trung mạnh mẽ của dòng xe Hyundai Mighty. Tất cả được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Vimoto. Vimoto, phong phú về chủng loại, bền bỉ với thời gian. Nhân thìn tới, thịnh vượng sang. VP Bank chúc quý khách hàng năm mới an khang, thịnh vượng. Một cảm giác choáng ngợp trước những thiết kế đầy sáng tạo, nơi bạn tự do lựa chọn hàng trăm mẫu gạch men tinh xảo. Khẳng định một phong cách sang trọng, tinh tế, hoàn hảo cho mọi kiến trúc. Một thế giới nơi vẻ đẹp được tôn vinh bởi công nghệ hàng đầu của Italia, tạo nên những sản phẩm mà chất lượng đã chấp cánh niềm tin cho mọi công trình. Gạch men Mikado dựng xây ngôi nhà hạnh phúc. Bia 333, thế giới ngày càng thêm ưa chuộng.
kìa xa mà xem người mẫu chụp lui toàn thân hở hang. Tận nơi rừng xanh tụt ngay quần da lòi mông với ngực. Ô ô la la, sao em nhố nhằng? Ô ô la la, học đòi căng đá. Vừa qua nhiều em rủ nhau cùng sâu hàng da lòi tỏi. Mong bà con nhìn xem rồi tên trở nên quen thuộc. Ô ô la la, đùi mông em cố khoe. Ô ô la la, càng nhìn càng phát khiếp. Ê, thiên nhiên em muốn giữ, yêu môi trường thì em ly ra. Nhìn xem này, mông ba em rất căng. Ô, mông em to thế đó, da em nhìn lại không nhăn. Vì em nữ hoàng nội y. Ô ô la la, ngực em trông rất to. Ô ô la la, nhìn kìa trông như con điên. Ê, sao anh nói thế? Body đẹp thì em khoe luôn. Nhìn xem hàng em vừa tút lại. Ê, sao anh nghĩ thế? Đây em hàng còn ngon gì? Dù sao trông em vẫn như con điên. Dạ bẩm chỉ cần vào cái biết ngay đây là táo văn hóa. Táo thể thao xin kính chào quý khách. Xin lỗi, dạ táo thể thao xin kính chào Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Thì ra là táo thể thao. Dạ. Thảo nào vào đây sôi động như sân vận động. Ôi, Ngọc Hoàng đúng là tinh tường hơn cả công an phường. Được lắm, được lắm, được lắm. Ôi rồi quần trắng áo xanh nhá, hay đi loanh quanh đích thị là anh Nam Tào chuyên bới đảo. Ôi, còn đây đích thị là bác đầu. Đúng rồi, đầu đấy. Mặt có đầu trông như là... Như là gì? Như là gì? Mặt đầu trông như cái cần cầu. Không phải. Ông này, mặt có đầu hơi xương sầu răng lại vầu. Hôm nào mình mời đầu đi ăn lẩu nhá. Điên, úi dồi. Thôi, này, thế là táo thể thao. Tại sao lại lên mượn mấy cái scandal của văn hóa để báo cáo hả? Chả là thế này. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, trong lúc thần lên trên này báo cáo, thần có rẽ qua chỗ anh văn hóa học một vài chiêu trò của anh ấy để mong áp dụng sang bên thể thao. Chả là vì thế này. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua thể thao của thần có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là bóng đá. Dạ, các cầu thủ là móc ngoặc là bán độ tỷ số, các trọng tài cũng là móc ngoặc là bán độ trận đấu. Bởi thế cho nên là khán giả bây giờ người ta không đến với bóng đá nữa, họ không đến với sân vận động nữa. Sân vận động của thần bây giờ vắng đanh như chùa Bà Đanh. Dạ, bởi thế cho nên là thần phải áp dụng một số chiêu trò của anh văn hóa. Dạ, mong để câu khách theo kiểu như là ca múa nhạc tạp kỹ có cả xiếc thú và ảo thuật ở trong đó. Để hy vọng mọi người sẽ mua vé đến với sân vận động. Nếu như cách ấy mà không ổn, dạ bẩm Ngọc Hoàng, đợt này thần về dưới hạ giới, thần sẽ cho các cầu thủ làm luôn. Đó chính là lui toàn bộ ra đá bóng. Úi dạ, tụt hết ra mà đá cho nó vui. Hay quá. Này, tụt hết ra, thế nhỡ dân tình người ta kêu ca, báo chí người ta lên tiếng, anh định trả lời thế nào hả? Mình phải có cách chứ. Sao? Họ kêu la phản đối có cách thì mình bảo là thế người mẫu kia của các anh chụp ảnh lui vì môi trường thì bọn tôi cũng lui vì bóng đá. Làm sao lui thoải mái. Này. Sao? Hôm nào mà có cái trận đấy nhớ cho đôi vé nhá. Được rồi, yên tâm. Này, thế nhưng mà sao lại bảo là hôm đấy là có cả cầu thủ lại diễn cùng với ca sĩ với cả diễn viên là thế nào? Tôi không có diễn viên đâu, diễn viên để chết à? Chỉ có cầu thủ đá với nhau thôi, hai trong một. Này, cầu thủ của tôi diễn hay cực nhá. Thế à? Úi rồi, diễn siêu luôn. Bên cạnh đó lại có cả một đội ngũ trọng tài cổ vũ, động viên. Này, các trọng tài của tôi bây giờ nhá, không khác gì các David Copperfield trên sân cỏ nhá. Trọng tài Tây à? Không phải, tức là ảo thuật gia ấy. Biến không thành có, biến có thành không đấy. Biến thẻ vàng thành thẻ đỏ, biến thẻ đỏ thành thẻ vàng. Trận đấu của tôi có 11 người mà cần thiết ông biến bụp phát bớt luôn hai người còn có 9. Trọng tài giỏi thế cơ. Thế mới siêu. Làm được cả thế. Ừ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đúng là ở dưới hạ giới bây giờ chỉ cần dúi cho trọng tài một ít tiền là ngay lập tức những người cầm cân nảy mực của trận đấu dạ có thể biến trắng thành đen, dạ dàn xếp tỷ số được ngay. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới bây giờ họ gọi những người cầm cân nảy mực ấy là cái hội mực lệch và cân điêu.
Thôi, đừng có hùa nữa. Thế năm nay anh định thế nào đây? Rồi, đây tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ê, làm gì đấy? Cởi áo, cởi áo. Đàn bà con gái thậm chí cả ca sĩ, người mẫu mà cởi quần áo không đúng chỗ người ta còn chửi cho đấy. Tôi không phải là Luy ở đây. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần định tháo bỏ cân đai mũ mão để nói với Ngọc Hoàng là xin Ngọc Hoàng cho thần được từ chức. Úi giời, này, năm qua thể thao có rất nhiều điều đáng mừng cơ mà. Nha, nào xếp thứ 3 toàn đoàn trong một cái cuộc thi khu vực này. Rồi thì có rất nhiều vận động viên có được những huy chương, rồi thì phá kỷ lục quốc gia. Ừ. Này có cả những vận động viên tầm cỡ quốc tế đi thi Olympic cơ mà. Sao không nói? Khổ quá nhưng cũng vẫn không xóa được cái vết nhơ của bóng đá. Búa rìu dư luận đang đổ vào tôi. Tôi không thể chịu được nữa rồi, sức ép của dư luận nặng lè lắm rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng cho thần từ chức ngay từ giờ phút này ạ. Này Đậu. Dạ. Thể thao xin từ chức. Ngươi có ý kiến gì không? Dạ thần ạ. Dạ thần thì được. Đứng lên xem nào. Rồi ôi vai này. Ôi rồi ngực này. Ôi rồi bụng này rắn thế này này. Ôi rồi lốp căng thế này này. Dạ bẩm Ngọc Hoàng là thần không đồng ý đâu ạ. Thế còn Tào, Tào thấy thế nào? Dạ, thần ạ. Ý của thần thì khác hẳn ý của bác Đẩu. Ấy, kìa. Dạ năm qua Táo thể thao có rất nhiều điều đáng chê trách. Đặc biệt là vấn đề bóng đá. Nhưng mà các môn khác cũng có đầy huy chương vàng đấy thôi. Để yên ý kiến người ta. Rồi, bình tĩnh. Dạ chính vì vậy, theo ý của thần thì chúng ta nên quyết định không đồng ý cho Táo thể thao từ chức. Dạ. Táo thể thao nghe rõ chưa? Dạ. Ở đây có 3 người, 2 người không đồng ý, như vậy là quá bán rồi. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng, nhưng thần thiết nghĩ. Dạ, xin lỗi Ngọc Hoàng, thần có điện thoại. Sao lại đang đi chầu mà cứ gọi người ta thế này? Alo. Alo. Ha. Đây rồi. Hello. Magic. How are you? I'm fine, thank you. Oh, very well. Rồi. Đây, dạ bẩm Ngọc Hoàng. Đây là ông huấn luyện viên ngoại của thần đang nghỉ ở nước nhà gọi điện sang đấy ạ. Xin lỗi Ngọc Hoàng. Tôi nghe đây. Ừ, được rồi. Tôi biết mà, cứ nói tiếng Việt đi, không nói tiếng Anh nữa. Rồi, chúc ông trong một năm mới này, mạnh khỏe này, vui vẻ này. Chúc ông có một Giáng sinh bên gia đình của mình thật là hạnh phúc này. Đón Giáng sinh nơi quê hương mình thật là vui vẻ này, thật là an lành này. Và tôi xin chúc ông một năm mới đầy dẫy với sự thành công trong sự nghiệp của mình. Và tôi xin tuyên bố là tôi sa thải ông. Không phải bàn bạc gì cả. Trong lúc này tôi tự quyết định được rồi. Vâng, quyết định luôn nhá. Nhá, thôi có gì thì đồ đạc rồi các thứ tôi sẽ đóng gói tôi gửi về sau cho. Không phải sang nữa đâu. Ông cứ nghỉ từ năm này sang năm khác cũng được nhá. Rồi. Merry Christmas. Rồi. Hạ được rồi. Dạ. Ông ấy có gửi lời hỏi thăm Ngọc Hoàng cùng với anh Nam Tảo Bắc Đẩu ạ. Dạ. Ừ, ta cảm ơn. Dạ. Mà này, tại sao sa thải một huấn luyện viên mà không có ký kết, không có hợp đồng gì với liên đoàn là thế nào? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, trong lúc này là giải quyết theo kiểu tình thế thôi ạ. Bây giờ dư luận rồi tất cả mọi thứ là đang chĩa vào thần. Bởi thế cho nên là trong cái lúc như thế này sức ép đang rất lớn, rất là nóng. Cần thiết là phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Và bây giờ điều quan trọng nhất là phải chảm một tướng. Và trong lúc ông này ông đang đi nghỉ thì không còn ai phải chảm, là thần tiện mồm chảm luôn ông này ạ. Sao vừa rồi ta thấy nói là liên đoàn có họp và quyết định không sa thải huấn luyện viên cơ mà. Ôi trời ơi, liên đoàn ấy họ làm việc theo kiểu hứng thú ấy mà. Làm việc theo kiểu không nhất quán, thích thì làm, không thích thì thôi, cảm tình lắm. Thế đừng à? Có tin. Ừ. À được rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chính vì cái việc dạ làm không nhất quán và làm việc theo tình cảm thành ra là không có ai quản lý giống như là liên đoàn đâu ạ. Vừa rồi tổng kết một giải đấu mà người của liên đoàn tổng kết là giải đã diễn ra một cách an toàn. Dạ đúng thế ạ. Đúng cái gì hả? Này, đáng lý tổng kết một giải đấu phải chỉ ra cái được, cái chưa được để rút kinh nghiệm. Đằng này lại bảo giải đấu an toàn nghĩa là sao? Thế tôi hỏi ông như thế này có an toàn không? Các cầu thủ dàn xếp tỷ số nhau một cách an toàn. Các trọng tài là điều khiển trận đấu dàn xếp một cách an toàn. Này, có thật an toàn không?
Có. Ta nghe nói là có nhiều trọng tài bị đuổi đánh trên sân đấy. Đánh nhưng mà có chết đâu, chạy vẫn chạy khỏi sân an toàn mà, không chết mà. Chưa kể đến các cầu thủ đá không đúng ý đồ, đá linh ta linh tinh, cuối cùng các khán giả, các cổ động viên là lém củ đậu bay vào đầu. Nhưng mà chỉ chảy máu thôi, không chết, vẫn rời sân an toàn. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chính vì vậy cho nên là các quan chức lãnh đạo của liên đoàn, mặc dù ở ngoài sân vận động nó có xảy ra như thế, bên lề sân cỏ có xảy ra những việc như vậy, nhưng mà các quan chức ở liên đoàn, các bậc lãnh đạo ấy vẫn an toàn. Này, Táo thể thao. Dạ. Mới đầu ấy thì ta e ngại về việc ngươi từ chức. Dạ. Nhưng bây giờ ấy thì ta lại thấy đúng. Dạ. Có lẽ rằng nên tìm một người khác. Ôi. Có tâm có tài để thay thế ngươi. May ra cái nền bóng đá nó mới khác được. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thì cứ tưởng là lúc nãy là nhất quán là không cho từ chức rồi, thế mà lại quay 180 độ. Dạ, thần không ngờ là Ngọc Hoàng lại quyết định nhanh đến như thế. Dạ, Ngọc Hoàng đùa hay thật thế ạ? À, nói thật đấy. Dạ, thế thì thần hiểu rồi ạ. Thần cũng đã xác định tâm lý cả rồi, nhưng thần không nghĩ đây là buổi chầu cuối cùng của thần. Xin cảm ơn Ngọc Hoàng cùng Nam Tào Bắc Đẩu đã cổ vũ động viên thần để thần hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Nay là buổi chia tay, thần cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Em phải về thôi, xa các anh thôi. Từ nay không được cưỡi cá lên trầu. Được nói, được cười cùng các táo và cùng tập tạ với thiên lôi. Em phải về thôi, xa thiên đình ta. Bao ngày qua, bao kỷ niệm vơi đầy. Em cố rồi, nhưng các anh chẳng hiểu. Để mãi lòng em cay đắng ngậm ngùi. Chia tay anh, chia tay Nam Tào ơi. Chia tay thôi, chia tay cô đầu ơi. Tôi mang theo về niềm đau cùng bóng đá. Tôi mang theo về giấc mơ huy chương. Chia tay anh, chia tay Ngọc Hoàng ơi. Khi chia tay ta không kịp liên hoan. Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa. Gửi lại cho anh sự nghiệp phụt bô. Này, dạ. Phụt bôn là cái gì? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, phụt bôn là tiếng Anh, dịch ra là bóng đá. Dạ, xin cáo từ Ngọc Hoàng cùng anh Nam Tào Bắc Đẩu. Hoàng Điệp ơi, à quên, Táo thể thao ơi, mai anh về chốn dưỡng gian. Nhà xe hoa rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông Ngân Hà to tổ bố chốn thiên cung Bắc Đẩu em đang vò vó mong chờ. Bắc Đẩu ơi, khi nghe những lời tâm sự của cô tôi lại không thể nào đi nổi. Bắc Đẩu ơi, phải chia tay cô cùng Ngọc Hoàng và Nam Tào khiến cho lòng tôi đầy nỗi tiếc. Biết bao giờ mới có lại được dịp đây, lại được ngồi chầu cùng Bắc Đẩu và Nam Tào với các tao. Bắc Đẩu ơi, xa cô rồi xin cô hãy nhớ. Bắc Đẩu ơi, cô còn nhớ không lần trước đi thi đấu tại Pattaya, tôi đã mua cho cô bộ bikini màu đỏ. Cô hãy nhớ khi mặc nó thì hãy nhớ đến tôi. Ôi Nam Tào, Nam Tào ơi, anh có biết không, tôi với anh cũng đã có thời gian thân thiết.
anh hãy nhớ rằng trong cuộc đời này dù tiên giới hay hạ giới thì anh vẫn là người bạn của tôi. Anh hãy nhớ lần trước tôi đã tặng anh chiếc quần đùi hoa có thêu hai con chim cánh cụt. Anh hãy nhớ rằng lúc nào tôi cũng nhớ tới anh. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng ơi, thần phải xa Ngọc Hoàng rồi. Xin Ngọc Hoàng hãy giữ chút kỷ niệm của thần mà nhớ về thể thao. Bộ dao cạo râu thần đã đi tròn ở Indonesia làm vàng rát bạc. Hy vọng rằng lúc dùng Ngọc Hoàng sẽ nhớ đến thể thao. Hằng Nga, Hằng Nga ơi, vậy là tôi phải xa Hằng Nga rồi. Trời ơi, Hằng Nga ơi, biết bao giờ lại được cầm tay Hằng Nga đi dạo phố cùng chém gió và uống trà chanh. Ngọc Hoàng ơi, xin anh nói dùm với Thiên Lôi, nếu có tập tạ thì đừng tập nặng quá, vì bây giờ thể thao không ở đó mà bóp lưng bóp vai. Trời ơi, tôi phải xa nơi đây thật, tôi phải xa từng làn mây ngọn gió, từng cây cỏ trong những buổi trầu thân thương. Còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì để nhớ nữa nhỉ? À, ôi cái ghế, trời ơi cái ghế, ôi cái ghế con nạm hình rồng của Ngọc Hoàng vẫn ngồi nơi đây. Ngọc Hoàng vẫn ngồi đây trong mỗi buổi chiều mà không hề nói gì cả. Ngọc Hoàng ơi, thần rất nhớ Ngọc Hoàng, trong mỗi buổi trầu người thường cứ ngồi im. Ngọc Hoàng không nói gì cả, thỉnh thoảng chỉ phán một hai câu mà vô cùng sấm sét. Ví dụ như vừa rồi Ngọc Hoàng phán có nửa câu, không biết đùa hay thật mà thần đã phải về quê. Trời ơi, hát từ nãy đến giờ nổ cổ bỏng hầu mà không có ai vỗ tay một cái. Ôi thật là thân thiết, xin cảm ơn tình cảm của mọi người. Nếu cứ vỗ tay thế này tôi lại hát tiếp đến sáng mai. Ôi trời ơi, thôi thế mọi người vỗ tay tiếp đi. Vâng, thế vỗ tay rồi. Thôi được rồi. Ôi dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ thư cho thần lui. Thế... Thể thao! Thể thao! Ngọc Hoàng ơi, thể thao đi khuất, khuất bóng xa xôi, bao giờ mới thấy thể thao bắt đầu ơi? Tại sao cứ đứng đây mà nhìn? Nói gì đi, thể thao đi thật rồi. Nam Tảo ơi, tôi biết nói gì trong giờ phút này bây giờ. Nói gì khi buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay? Thôi, ta xin hai người Nam Tảo bắt đầu. Đừng nói gì nhiều làm đau xót lòng ta. Thể thao nay đã đi rồi, còn ai gìn giữ cái sự nghiệp phụt bôn? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ cái sự nghiệp phụt bôn ở dưới hạ giới bóng đá, dạ cái sự nghiệp bóng phụt phụt bóng. Dạ có khách, giết khách đại gà, à giết gà đấy khách. Trong tiếng ru ơi, vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ. À ơi,
ngon. Standard crush testing. Vào đây làm loạn mà ta nhìn ngươi cũng quen quen đấy nhá. Trông quen lắm. Thể thao mà. Giải nghệ sang làm kinh doanh bây giờ trở thành ông bầu bóng đá. Đây là 11 cầu thủ của tôi. Thôi các em ra ngoài thịt gà đã có rồi. Cứ thịt gà tự nhiên tí vào đây đá bóng sau. Báo cáo đi. Tôi không hiểu các anh làm ăn như thế. Các anh làm ăn như thế à? Nếu tôi là chủ tịch liên đoàn nhá, không bao giờ tôi chấp nhận cái việc như thế. Các anh làm cái chuyện như thế à? Các anh coi tôi là học sinh lớp 2 à? Không bao giờ tôi chấp nhận một bản báo cáo như thế. Tôi đã học qua đủ bằng đại học, đủ trường, lăn lộn đủ nghề thứ nhất. Tôi mà là người có quyền tôi đuổi hết, tôi đuổi hết. Này tôi nói cho biết nhá. Các cầu thủ à, cầu thủ làm sao? Ban tổ chức thế nào? Tôi nói cho các anh biết nhá. Cầu thủ bây giờ là hám tiền cực kỳ. Này, nói hôm trước còn ngồi với tôi, ăn với tôi còn nói là gì? Cháu ở lại câu lạc bộ. Cháu lại câu lạc bộ vì tình cảm, hôm sau đã chụp ảnh với bầu khác, chụp ảnh với câu lạc bộ khác. Hỏi tại sao cháu làm như thế thì bảo là cháu làm thế là đi tìm chân trời mới, đi tìm thách thức mới. Nếu tìm tôi không tốt là tôi chết vì sốc rồi. Còn trọng tài nhá, xin lỗi nhá, tôi nói trọng tài đừng có buồn, xin lỗi các anh trọng tài nhá. Này, tôi nói anh bây giờ các anh danh ma lắm, các anh tinh vi lắm, tôi nói cho các anh biết nhá. Trọng tài này trước trận đấu này có người nói với tôi là gì? Nếu tôi cho 500 triệu nhá, sẵn sàng đuổi 10 cầu thủ để lại một mình thủ môn tôi đá vào thoải mái. Trọng tài thế à? Xin lỗi tôi không có tiền nhá, không có tiền để làm cái việc đấy. Bẩm Ngọc Hoàng. Dạ tự nhiên thần thấy ghét quá. Ta cũng thấy rét quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nó chém gió thế này thì làm gì mà chả rét à? Này. Này. Thôi đi. Tự dưng người ta đang nói là bắt người ta thôi. Không nói đâu. Mày toàn chém gió mày nói đâu. Ông không biết à? Tôi mắc một cái tật là khi nói mà không chém thì tôi không chịu được. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm. Nếu mà Ngọc Hoàng thấy thần chém gió khó chịu thì cho thần chuyển sang thế khác ạ. Được. Cho thần được vung tay ạ. Vung này tay. Nhá. Ban tổ chức gì? Ban tổ chức gì? Hay là gì? Ban tổ chức có vấn đề. Tôi đảm bảo ban tổ chức có vấn đề. Ngọc Hoàng vấn đề là anh. Tôi chưa nhìn cái vấn đề đó. Thôi thôi thôi. Sân khấu bóng đá là một sân khấu lớn mà. Tất cả mọi người ta đều nhìn thấy. Thôi đi. Ngấm lạnh muốn cả người rồi. Vung tay còn lạnh hơn. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vung tay thì cũng không cho vung, chém gió cũng không cho chém gió. Dạ bây giờ thưa Ngọc Hoàng, để cho thần được báo cáo bằng cách là đút tay vào túi ạ. Các anh nói đến tiêu cực đi. Tiêu cực gì? Khi nói đến tiêu cực thì các anh bưng bít lại à? Tiêu cực có tiêu cực không?
Có tiêu cực không? Có tiêu cực á? Hỏi tiêu cực các anh nói bằng chứng. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng ở trong tay các anh cả đấy. Hả? Vấn đề là các anh có muốn đưa cho mình. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cho thần vung tay đi. Dạ cứ để thần đi như thế này thì cũng viêm cơ chẳng hán mà chết thôi ạ. Dạ. Cứ nói tiếp đi, chém tiếp đi. Thoải dạ. mái nói. Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, thôi lại để cho thần cứ để trong này thôi ạ. Dạ. Nói về ban tổ chức gì? Các anh bảo là tiêu cực gì? Có tiêu cực không? Có tiêu cực không? Tiêu cực là thôi, có. Thôi. Bằng chứng đi. Thôi. Chứng đây. Này. Bằng chứng ở đâu? Dạ, bằng chứng ở đâu? Thôi anh ấy. Dạ. Thôi. Cho dạ, người bằng... nói thoải mái chứ làm như thế khó coi lắm. Chém thoải mái đi. Dạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Đó cũng chính là những điều mà dạ thần muốn báo cáo với Ngọc Hoàng dạ. Chính vì vậy là đề nghị với Ngọc Hoàng là xin với Ngọc Hoàng hôm nay thần có mặt ở đây là xin với Ngọc Hoàng chuẩn y cho thần để thần tổ chức một giải đấu mới. Dạ đó chính là giải Super Cup Cup. Super Cup Cup. Super Cup Cup. Thế là như thế nào? Cái giải này thần thì chưa rõ lắm nhưng mà nghe đâu mấy anh doanh nghiệp ở dưới hạ giới lập ra cái giải này ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Super Food Cup tức là vừa ăn súp vừa được cúp lại vừa có tiền đầu tư có lãi rồi đem về để đầu tư đào tạo bóng đá trẻ. À. Này, bóng đá mà hiệu quả mà có lãi thì ta ủng hộ thôi. Dạ. Nếu mà Ngọc Hoàng ủng hộ thì tốt quá. Dạ chắc chắn là bóng đá trẻ trong tương lai sẽ phát triển rất mạnh. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, sau đây thì thần xin gửi tới Ngọc Hoàng dạ một ca khúc. À, một cái đề cương mà trong đó là có rất nhiều những vấn đề mà thần muốn đề cập ở trong đó. Dạ xin mời anh Nam Tào và anh Bắc Đầu sẽ lên ra dạ báo cáo cùng với thần với ca khúc này. À, dạ. Mấy năm qua chẳng biết do đâu mà bóng đá hơi buồn, đá SEA Games vẫn cứ thua đau. Dù cho ta đã thay thầy mới, cứ thanh minh rồi phán linh tinh và sang mùa sau vẫn thế. Tại kém chuyên môn hay do cá độ, ông nào cũng đổ lỗi quanh. Đá trên sân đầu cứ vân vân về mức hứa khen tặng, cố gần lên vẫn thấy đôi chân. Tại sao không như mình muốn? Đến SEA Games lòng bỗng vui lên cùng bao niềm tin chiến thắng. Rồi thấy anh em rơi nhanh phong độ do tiền nên liều bản thân. Cứ ra sân là thấy lo sợ ăn đánh bất ngờ. Thế cho nên cứ đứng hai bên còn hơn phi thân vào giữa. Mỗi khi ta bắt lỗi hơi sai bầu lao vào sân quát tháo, rút không nhanh ăn ngày hai đạp ai bảo to coi tuyệt sai. Bóng đá chuyên từ lâu bao tiền đâu từ đi đâu. Điểm sáng tương lai cho nền bóng đá ngày mai. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vừa rồi là những cái hạn chế, những cái khuyết điểm, những mặt còn tồn tại trong bóng đá của thần và cũng chính là những cái khuynh hướng để phát triển bóng đá trẻ sau này. Dạ mong Ngọc Hoàng chuẩn y cho thần để thần tổ chức giải đấu mới ạ. Thôi được, phát triển bóng đá vì nền bóng đá rồi lại có lãi, ta ủng hộ. Dạ. Ngươi về đi và cho ta thấy những việc ngươi làm. Ừ? Dạ, các em ơi! Và chào Ngọc Hoàng nào! Dạ, đội quân của thần vừa trẻ, vừa khỏe, lại vừa hùng hậu. Hy vọng là bóng đá sau này sẽ phát triển cực kỳ mạnh. Này các em! Tí nữa về tắm rửa sạch sẽ, đi bar uống rượu thoải mái nhá.
nhớ là cẩn thận nhá, trận đấu mai là trận cực kỳ quan trọng đấy. Anh tặng thưởng các em buổi đi chơi hôm nay, nhưng mà trận đấu quan trọng ngày mai kiểu gì cũng phải thua, nhớ chưa? Ê, dạ, chia tay Ngọc Hoàng. Dạ, chào Nam Thảo bắt đầu ạ. Hẹn gặp lại. Công nghệ hàng đầu Nhật Bản, điều hòa không khí Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Sumikura, bốn mùa như ý. Môi hồng sao xuyến mắc ai? Lumikis, Love Essence. Môi hồng sao xuyến mắc ai? Lumikis, Love Essence. Công viên Thiên đường Bảo Sơn là nơi vui chơi giải trí lý tưởng. Tại đây hội tụ đầy đủ các dịch vụ du lịch hoàn hảo, vườn thú quý hiếm và tham quan thế giới đại dương với hàng ngàn loại cá. Đặc biệt, quý khách sẽ được thưởng thức màn biểu diễn của các nghệ sĩ vui nhộn, cá heo và sư tử biển. Hòa mình vào các trò chơi hấp dẫn, phòng chiếu phim XD với âm thanh sống động, hiệu ứng đa chiều, sân khấu laser nhạc nước đầy màu sắc. Vui chơi tại Thiên đường Bảo Sơn trong Tết cổ truyền để nhận được hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn từ chương trình khuyến mãi năm mới tài lộc. Thiên đường Bảo Sơn, tinh hoa hội tụ. Khi bị ho khan, ho có đờm, đã có thuốc ho Prospan. Prospan điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Prospan dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Prospan thuốc ho cho cả gia đình. Prospan thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vẻ đẹp hoàn mỹ là mơ ước của mọi phụ nữ. Ở Thẩm mỹ Hồng Kông, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó bằng các máy móc công nghệ làm đẹp tiên tiến từ các nước có nền thẩm mỹ phát triển như Pháp, Anh, Mỹ, với 100% đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bởi các chuyên gia làm đẹp quốc tế. Chúng tôi tự hào vì mang đến cho các chị em của mọi lứa tuổi một vẻ đẹp tự nhiên bằng sự uy tín và trách nhiệm trong công việc. Hãy đến với Thẩm mỹ Hồng Kông, nơi sẽ mang lại sự tự tin cho các bạn. Thẩm mỹ Hồng Kông, chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. An vì cô ấm áp như lòng mẹ, an vì cô mang đến bao niềm vui, an vì cô. Hanvico, ấm áp như lòng mẹ. Hanvico, kính chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng. Tại phòng thí nghiệm của Tổ chức Kiểm định Phần mềm Diệt Virus hàng đầu thế giới, Virus Bulletin, để đạt chứng chỉ quốc tế BB100, phần mềm diệt virus phải phát hiện 100% các mẫu virus trên toàn thế giới. Phần mềm diệt virus BKAV, công nghệ điện toán đám mây, đã xuất sắc vượt qua các vòng kiểm định để đạt chứng chỉ VB100. VKAV, bảo vệ máy tính theo cách chuyên nghiệp. Cho táo khác vào đi. Dạ bẩm. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tất cả các táo lên đây đã vào chầu hết cả rồi ạ. Dạ. Dạ còn có táo nào chưa lên được thì cũng đã gửi báo cáo. Dạ thần đã cầm sẵn ở đây rồi ạ. Thế à? Vậy thì gọi tất cả các táo vào đây. Dạ. Tất cả các táo vào chầu. Vào hết cả đây. Chuyện gì đây? Ngọc Hoàng cho gọi, Ngọc Hoàng cho gọi. Chuyện gì đây? Các táo ạ. Dạ. Vừa rồi ta đã được nghe các táo báo cáo. Và có cả những táo lại còn tặng ta quà nữa. Ôi giời, tặng quà? Ai tặng quà? Chính tặng vì các rồi. Táo tặng ta quà, cho nên ta cũng có một món quà rất đặc biệt để dành cho các táo. Ơi, hay quá. Có quà. Cứ bình tĩnh. Nam Tào. Dạ. Các táo, đứng hết sang bên kia. Nhanh lên. Ra đi. Nhanh lên nào. Hoàng, Vạn Tuế, Vạn Tuế. Cũng có lời xin chào tất cả các táo. Tâu Ngọc Hoàng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Bây giờ Ngọc Hoàng cho bắt đầu được rồi ạ. Bắt đầu đi. Dạ. Anh Đầu, tôi nhờ anh. Anh ngồi xuống. Thôi, không. Tiệc mở thung dung tiếc ngày lành, tiệc
mắt mà thung lung rung lên. Tình ơi thần thanh trong dài ngân hà. Kinh tế năm vừa rồi đã để cho một số mặt hàng sinh hoạt tăng giá vùn vụt. Dạ. Nhớ sang năm nay phải cơ cấu lại, kiềm chế lạm phát. Dạ. Đặc biệt là phải tăng lương cho bách gia trăm họ. Dạ. Như thế người dân mới ấm no. Nghe lời cô phán chẳng lo đói nghèo, nghe chưa? Dạ, lạy cô, lạy cô. Cô Thăng đây. Dạ. Sẽ loan thanh giá hoàn cung. Này táo giáo dục, này táo giáo dục, hãy nghe ta phán đây. Suốt ngày cải cách mà chẳng thay có đổi gì, chỉ thương các cháu thiếu nhi, sách vở nặng trĩu mà như chỉ ở trên vai. Vậy mà lớp 1, lớp 2 đánh vần lòi mắt vẫn cứ xài như thường. Đại học nở rộ nhiều trường, ba môn mà chỉ được 8 điểm cũng cứ đi mà nhập trường. Nhìn thầy cô giáo mà đau, ăn còn chẳng đủ sức đâu mà dạy người. Muốn rằng tài đức vẹn 10, nhưng lương chỉ trả một phần mà thế ư? Vậy nên có chuyện trên trời, thầy cô ra chợ để bày mà bán rau. Sao nghe lòng xót ruột đâu? Yeah, 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 yeah. Một vây một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn vây một là năm, năm bệnh nhân một giường. Ta chỉ muốn nói một lời, nâng cao ý đức cho người ngày. Và người cũng phải đầu tư cho bằng người, chăm lo đội ngũ của mình để y bác sĩ nhiệt tình hiến dâng. Về đồng mà ta thấy lâng lâng, mong cho y tế được nhiều người thèm. Mệt không? Mệt không? Mệt. Mệt. Cái gì đấy? Chính ta đây tổng quản giao thông. Vì bức xúc nên nhập đồng hiện ta. Hóa ra đây là ông Thánh giao thông cô đồ à? Ôi giời. Nói giao thông mọi người chỉ luôn biết đến kêu ca, sao không nghĩ mình cũng là thủ phạm? Ý thức kém nên gây ra tai nạn, uống rượu say phóng bán mạng con người. Ôi giời, uống rượu say phóng thì cho chết vui. Trật tử, đừng nói lèo.
nhiều công trình xây dựng chỉ qua loa thì nó sập lại bảo là bảo là tại số. Ôi này, nó sập thì phải bảo là tại ai, trách nhiệm sửa sang thế nào chứ, bảo tại số thôi. Trật tự còn nói leo tắt vỡ mặt bây giờ. Chưa. Này giám đồng, có vài lời bày tỏ nhiệm vụ này phải làm đồng bộ mới xong. Thôi ta đi. Dạ lạy thánh ạ. Ngài đi bằng cái gì để cho chúng con chuẩn bị phương tiện ạ? Ta đi bộ đỡ mất tiền lễ phí. Ôi giời. Bóng đá chị thầy thu thân nuôi, đạo đức ta cầu thủ dập vui, dập vui người xem. Câu lạc bộ thì đã lém nhém, dàn xếp tỷ số rối ren bán độ. Thể thao phải nhớ lấy điều này, trong sạch đội ngũ đổi thay cách nhìn, nêu cao ý thức fair play. Lay 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 lay. Giao thông đường xá mở mang, quy hoạch đồng bộ không làm qua loa, nâng cao ý thức các người dân. Dân 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 dân. Bao tiết kiệm chi tiêu, phát huy hiệu quả việc làm kinh doanh, phải kiềm chế lạm phát không tăng. Tăng 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 tăng. Giáo dục mà cải cách làm đầu, không cho bạo lực học mà đường phát sinh, nâng cao chất lượng chuyên môn. Đã học là phải đi đôi với hành, hành 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 hoa. Y tế còn quá nhiều điều, nâng cao ý đức là điều đầu tiên. Quá tải nên phải mở rộng thêm bệnh viện phòng khám giúp cho dân nghèo. Nghèo 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 nghèo. Hôm nay các táo lên trầu, cùng nhau góp sức góp tài dựng xây, để người dân lo ấm từng ngày, ngày 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 ngủ ngon 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 ngủ ngay. Ai các táo ạ. Tiết mục này do Bắt Đầu đạo diễn đấy. Ôi thế à. Bà muốn cho các táo nhìn thấy những khuyết điểm của mình. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng cái chính là phải biết sửa sai để làm cho công việc tốt hơn. Ta muốn nói điều này với các táo. Bất cập vẫn còn đó. Những bức xúc, những mong muốn của người dân chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được, bởi vì chúng ta còn có một đội ngũ y bác sĩ hùng hậu, lúc nào cũng tận tâm tận lực chăm lo sức khỏe cho dân. Rồi còn có những người chiến sĩ giao thông không quản nắng mưa giá rét hướng dẫn người dân đi lại. Đặc biệt là có những người lính trẻ còn đang ở nơi hải đảo xa xôi canh giữ đất trời của Tổ quốc. Rồi còn rất nhiều những thầy cô giáo, mặc dù đồng lương còn ít ỏi, nhưng đã mang kiến thức của mình dạy dỗ các cháu ở vùng sâu vùng xa. Và hơn thế nữa, còn có những bà mẹ phải đi gánh hàng rong đi bán, phải đi làm thuê để nuôi con ăn học.
có những trẻ em nghèo nhịn cả bữa sáng của mình để lấy tiền mua thuốc chữa cho cha cho mẹ. Và ở đâu, ở bất kỳ nơi nào, muôn dân của thiên đình ta luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ khó khăn cùng nhau, với truyền thống ngàn đời lá lành đùm lá sách. Và bây giờ, thời khắc thiêng liêng của đất trời sắp đến, ta mong, ta muốn, ta cùng các táo hãy phát huy truyền thống yêu nước, hãy vượt qua mọi khó khăn, sát cánh bên nhau để cho thiên đình ta trở thành một thiên đình vững mạnh, cho muôn dân được no ấm, hạnh phúc, văn minh, hiện đại. Đoàn kết dân tộc, quốc gia đời đời vững chắc. Khí phách anh hùng, nước non muôn thuở còn lưu. Đó là điều tất yếu mà ta cùng các táo phải quyết tâm làm cho bằng được. Ta nói vậy, các táo có đồng lòng với ta không? Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta tuyên bố bãi triều. Và các bạn, xuân đã sang, đào mai đã tưng bừng khoe sắc. Khoảnh khắc giao thời thiêng liêng của đất trời đang đến rất gần. Năm cũ qua đi, có thể còn có những điều chưa được như mong muốn của chúng ta. Nhưng năm mới Nhâm Thìn 2012 đang đến với niềm tin và hy vọng. Hãy vững vàng bước vào năm mới để chờ đón những thành công mới. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!